Xin chào mấy chị. Chúc mừng năm mới. Tết vui không chị? Vui lắm em. Chị đi về quê. Tết vừa rồi Gia Bảo ở đâu? Xin chào mọi người nhé. Dạ, chúc chị Cảnh năm mới thiệt là vui vẻ. Xin chào chị, xin chào mọi người. Thì vừa rồi em thấy trên mạng ai cũng lên đó là ăn Tết xong mình lại tăng cân. Biết mấy chị có tăng cân không? Cho chị một hộp trắng da. Chị Lệ Thu, hộp trắng da đó là cái hộp Loidas này đúng không chị? Loidas gồm 4 ống giúp trắng da mặt đúng không ạ? Chị Lệ Thu cho em số điện thoại để em gọi điện thoại cho chị nhé. Năm mới vui vẻ chị yêu nhé. Cảm ơn bạn mùa hạ nhé. Chúc bạn một cái năm mới thiệt là nhiều may mắn. Rồi những cái dự định của bạn trong năm cũ á, thì năm nay mình sẽ thành công nhé. Em ở quê, chị cũng ở quê, chị mới lên Hồ Chí Minh thôi. Chị mới lên lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, còn buồn ngủ quá. Có chương trình khuyến mãi gì đầu năm không Âu? Dạ chưa đâu chị, chương trình khuyến mãi thì phải đợi em đi Thái Lan thì em mới lấy hàng về rồi tặng cho mấy chị được. Bây giờ là chỉ giao những cái đơn hàng mà trong trong cái dịp Tết á, mấy chị đã đặt á mà chưa có giao kịp thì bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay là tụi em đóng gói giao hết cho mấy chị nhé. Sông Viên. Dạ rồi chị Lệ Thu, em thấy số 328 đưa của chị rồi, em sẽ gọi điện thoại cho chị nhé. Cảm ơn chị. Khi em gọi điện thoại thì em sẽ tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm làm trắng da cho chị. Như mấy chị thấy là gương mặt em hiện tại là không có trang điểm. Để cho mấy chị dễ 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 nhìn thấy được cái làn da. Viên uống à, chị Lệ Thu muốn lấy viên uống. Cái viên uống giúp trắng da chứa collagen giá là 1.100.000. Chị cần em tư vấn lại cái viên đó cho chị không ạ? Mình gọi cho bạn để đặt lôi đáp mà không được. Bạn Ngọc Trần, bạn gọi lại số hotline của mình nhé, 0869199014. Có thể là đường dây đang bận, bạn có thể gọi lại sau khoảng 5 phút nữa nha. Hoặc là bạn Ngọc Trần có thể cho mình số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện thoại lại liền cho bạn nhé. Có thể là lúc mà bạn gọi á, thì cũng có khách hàng khác gọi trước á, cái đường dây nó có thể bị bận một chút. Cho mình đặt 3 hộp rồi đó. Và có giá sỉ không? Giá sỉ là 5 hộp nha bạn. Mình sẽ inbox cho bạn giá sỉ 5 hộp và 10 hộp. Bạn vui lòng cho mình số điện thoại nha. Nhân viên của mình sẽ gọi điện thoại bạn báo giá sỉ liền cho bạn nha. Chị uống rồi à, chị Lệ Thu uống rồi, chị muốn mua thêm à, cảm ơn chị. Chị Lệ Thu nhớ là phải dùng sản phẩm gì cũng vậy, mình dùng trong vòng 3 tháng mình mới thấy được cái kết quả, cái công dụng của nó nha. Khi sáng nay dạy Hải Âu á, không có cần trang điểm hay gì cả. Tại vì thật sự là không kịp trang điểm. Em ngủ dữ quá, người em mệt quá. Nhưng mà dạy thì mình cảm thấy mình cũng rất là tươi. Tóc em chưa kịp làm gì luôn nè mấy chị. Lấy cho em hộp kem dưỡng mặt nha. Quỳnh mến, bạn đang muốn dùng cái hộp lôi đáp dưỡng da mặt chuyên sâu giúp trắng da, chống những cái thâm nám tàn nhang đồi mồi và chống nhăn da là cái sản phẩm này đúng không ạ? À, Minh Châu. Chị Ngọc Trần, em thấy số 568 đưa của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại chị liền nhé. Chị đợi chút xíu nha, nhân viên của em sẽ gọi điện thoại cho chị để báo cho chị cái giá sỉ nha. Lấy cho em hộp kem dưỡng da mặt nha. Rồi bạn Quỳnh Mến cho Hải Âu số điện thoại để Hải Âu sẽ giao cho bạn kem dưỡng da mặt nha. Vì Hải Âu nhắc lại cái kem dưỡng da mặt này một chút cho mọi người, đó là dưỡng da mặt của Hải Âu thì nó không phải là kem mà nó gọi là tinh chất tế bào gốc. Hồi xưa thì chắc mọi người đã nghe về tế bào gốc rồi, còn tinh chất tế bào gốc là gì? Tinh chất tế bào gốc là những gì tinh túy nhất trong cái tế bào gốc của chúng ta ha, thì nó còn vượt bậc hơn cả tế bào gốc nữa. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da của chúng ta trắng lên. Mọi người thấy Hải Âu không trang điểm nè mọi người. Hải Âu không dán lông mi, không trang điểm, không gì luôn nè mọi người. Để cho mọi người nhìn rõ cái da mặt của Hải Âu. Tại vì khi mà mình đánh phấn, mình để cái mặt sát, mọi người vẫn thấy được những cái khuyết điểm. Thì hiện tại Hải Âu không có cái khuyết điểm nào hết. Mặc dù là Hải Âu bị mất ngủ khoảng 4 ngày nay rồi, không biết lý do tại sao hết. Nhưng mà da mặt vẫn rất là tươi ha.
cái sản phẩm mà tinh chất tế bào gốc này á, sản phẩm của nó 100% là thiên nhiên, cho nên những bà mẹ đang mang thai và cho con bú sử dụng cực kỳ an toàn cho sức khỏe. Hải Âu nói vậy là để cho mọi người biết cái độ an toàn của cái sản phẩm lôi đất này nó như thế nào. Cái thứ hai là sản phẩm lôi đất này nó có khả năng trị những cái thâm nám tàn nhang đồi mồi cho chị em chúng ta, đặc biệt là những người mà đã dùng những cái mỹ phẩm rẻ tiền trước đây, đặc biệt những mỹ phẩm Việt Nam ha, mà nó bị nám trên mặt là nám do mỹ phẩm để lại, đó là do hóa chất nó ăn vô da mặt của mình. Thì lúc này da vừa mỏng, dùng những cái loại kem khác chỉ có tác dụng là che lấp thôi, nó không có tác dụng là điều trị. Thì riêng cái sản phẩm lôi đất này là một dòng sản phẩm duy nhất nha, có thể lấy ra được những cái dung dịch, những cái hóa chất trên da mặt đã tồn ẩn trên da mặt mình lâu, nó sẽ hút ra cho mọi người được. Và một cái điều đặc biệt là trong cái sản phẩm này nó có chứa tinh chất squalene. Và một cái tinh chất squalene này là một cái tinh chất rất là quý hiếm, nó sẽ làm cho da mọi người căng lên. Mặc dù là Hải Âu 32 rồi, chính xác nếu mà tính tuổi ta là 32 nhé, tại vì cái tuổi mà Hải Âu công bố thì tại vì Hải Âu còn là diễn viên nữa nên Hải Âu không công bố thiệt đâu, thật sự là như vậy. Mọi người để ý nha, những chị mà diễn viên ca sĩ không bao giờ công bố những cái tuổi thật của mình, nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp, cho nên họ lúc nào họ cũng nói họ trẻ hơn hết. Nhưng mà thật ra nếu mà nói thật là Hải Âu 32 tuổi, và Hải Âu cái sợ nhất không phải là trắng da, vết thâm hay là gì cả. Mấy cái đó mình có thể mắc khúc một chút xíu được, nhưng mà cái mà Hải Âu sợ nhất đó là tuổi già đang kéo tới, và cái đó Hải Âu không chống đổi được. Cho nên là Hải Âu ngoài việc uống những cái sản phẩm làm trắng da chứa collagen, ăn nhiều trái cây và rau củ quả, Hải Âu uống những cái dinh dưỡng nước ép trái cây rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì Hải Âu dùng cái sản phẩm lôi đất này để bôi trên da mặt. Cái quan trọng nhất đó là Hải Âu sợ nếp nhăn, và những cái sản phẩm Hải Âu dùng trên da mọi người nhìn thấy nè, đưa gần cho mọi người xem luôn. Hình như Hải Âu không trang điểm, nhìn Hải Âu trẻ hơn ha. Mai mốt like với mọi người không trang điểm luôn, để cho mọi người thấy cái da nó không trang điểm như thế nào. Giá sỉ bao nhiêu chị? Giá sỉ thì chị không, tại vì chị có tới mười mấy sản phẩm á, chị phải mở cái laptop lên thì mới nhớ được. Nhưng mà Isitoru và em tên lạ quá, Mỹ. Em cho chị số điện thoại thì bên nhân viên của chị sẽ gọi điện thoại lại cho em báo giá sỉ cho em nhé. Thường là sỉ 5 hộp, một sản phẩm 5 hộp thì mình sẽ được sỉ. Em ơi, có kem gì làm trắng toàn thân? Kem làm trắng toàn thân đó là kem Full Skin. Bữa giờ em đi là em bị quên bôi cái này. Khi mà một tuần mọi người nên tẩy tế bào chết một lần, hoặc là hai tuần tẩy tế bào chết một lần. Sau khi mà tẩy tế bào chết á, thì mình dưỡng cái kem Full Skin này mỗi ngày. Đây là kem dành cho body, là từ cổ xuống dưới body của mình. Tại sao phải tẩy tế bào chết? Bởi vì tế bào chết nếu nó còn tồn đọng trên da của mình á, thì những cái kem mình bôi lên nó không có tác dụng gì cả, nó không có thể thấm sâu được. Sau khi mình tẩy tế bào chết ha, những cái bào chết được lấy ra, mình sẽ bắt đầu bôi kem này lên. Kem này là bôi mỗi ngày cho Hải Âu. Bôi lên nó sẽ dưỡng ẩm cho da của mình, nó chống nếp nhăn cho mình. Cái thứ hai là nó giúp da mình trắng lên, trắng mịn lên, trắng tự nhiên, trắng theo cái làn tông da của mình, đào thải những cái hắc sắc tố mà nó đã tồn đọng trên da của mình ra bên ngoài, trong da mình một cái làn da trắng, mà không phải là trắng trắng kiểu bệnh đâu nha. Mọi người sẽ thấy là da mọi người trắng rất là thật. Và giá của nó chỉ có 500.000 thôi. Bây giờ mọi người nhìn cái tay bên đây nhé, và tay bên đây nhé, bôi lên là nó thấm liền như vậy luôn á, dưỡng rất là tốt. Và mọi người nên dưỡng từ cổ đi xuống. Cái này không dưỡng trên da mặt ha. Cái nào dành cho body là body, còn cái nào trên da mặt là da mặt. Tại vì da mặt và da body nó hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Rất là thơm và nó không có bết rít, cho nên mọi người sức lên, mọi người cảm thấy rất là dễ chịu. Nó thay thế cho nước hoa cho mọi người nữa. Giá là 500.000, và cái hũ này thì trung bình là Hải Âu dùng hơn 2 tháng. Tùy theo cái mục đích mọi người sử dụng nhiều hay ít, nhưng Hải Âu là dùng được 2 tháng. Có cái sản phẩm này tên là Full Skin Body. Nó có chất chống nắng SPF 40 nữa. Cái việc nó không ăn nắng thì nó còn có chất chống nắng cho mình nữa nha. Xài một hộp lôi đất có cải thiện da mặt không? Nếu như da chị nó không bị quá bị tổn thương hay là hủy hoại thì chị dùng một hộp lôi đất là nó đã đẹp lên rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu như da chị đã bị tổn hại và quá nhiều vết nám đi, hoặc là quá nhiều nếp nhăn đi, thì một hộp lôi đất em nghĩ là nó sẽ khắc phục một phần cho chị thôi chị.
sẽ sử dụng sản phẩm gì cũng được, mình nên dùng ít nhất 3 tháng thì chị mới thấy rõ cái kết quả của nó. Đặc biệt là đối với những cái sản phẩm nó có tính chất từ thiên nhiên như thế này thì mình nên sử dụng trong vòng 3 tháng. Viên uống cũng vậy, nên 3 tháng mình mới thấy rõ kết quả nha. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình dùng, mình trôi qua là mình đã cảm nhận được cái da mình nó tốt hơn hay không liền à nha. Một hộp bao nhiêu tiền và dùng trung bình được bao lâu em? Thanh em trước nha. Chị Thu Thủy ơi, chị đang hỏi về kem dưỡng da mặt đúng không chị? Đây là một cái lôi lót dưỡng da mặt này thì giá là 1.500.000 gồm 4 chai chị nha. Chị dùng mừng hết. Chị Hoa Nở ơi, sao chị? Chị nói nửa chừng xong chị không viết nữa, các em không biết là chị đang có vấn đề gì hết. Chị Hoa Nở, một hộp bao nhiêu tiền và dùng trung bình được bao lâu em? Chị Thu Thủy ơi, chị đang hỏi về sản phẩm body hay là mặt ạ? Anh Kiều ơi, Hải Âu không 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 hiểu, đọc xong Hải Âu không hiểu bạn muốn nói gì cả. Hoặc là một là bạn nói tiếng Anh, hai bạn nói tiếng Việt, tiếng Anh Hải Âu cũng hiểu. Bạn nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt Hải Âu không hiểu gì hết. Mặt nạ vitamin C nếu xài hàng ngày có bị lạm dụng không? Bị lạm dụng. Nếu bạn có thời gian và thật sự bạn yêu làn da của bạn, bạn cứ đắp mỗi ngày cho Hải Âu, không có bị lạm dụng bị gì cả. Đã nói là tinh chất nó như cơm vậy, bạn ăn mỗi ngày thì ăn nhiều cơm, ăn nhiều đồ ăn, ăn nhiều trái cây thì liệu có lạm dụng gì không? Không, không có lạm dụng gì cả. Nhưng mà trung bình á, thông thường đối với những người bình thường á, thì một tuần đắp 2 miếng, 1 miếng. Đó là bởi vì họ không có thời gian. Nếu bạn có thời gian bạn chăm sóc mỗi ngày, đảm bảo da của bạn sẽ đẹp hơn da người khác rất là nhiều. Thậm chí một ngày bạn đắp 2 lần nó cũng không vấn đề gì cả. Bạn Yến Nhi nha, nó là mặt nạ giúp nuôi dưỡng da của chúng ta từ collagen, chứ nó không có hóa chất, cho nên là mình sử dụng hàng ngày mình cảm thấy rất là an toàn. Lát nữa nói xong Hải Âu cũng đi tẩy tế bào chết mặt, xong rồi Hải Âu bắt đầu đắp mặt nạ vitamin C đó. Tại vì cả tuần nay Hải Âu ở Đà Lạt, Hải Âu đâu có dưỡng da gì nhiều đâu, nên là về đây bắt đầu là đầy đủ dụng cụ lại rồi mình sẽ dưỡng da lại tiếp. Hải Âu sợ da xấu lắm, tại vì nếu như làn da xấu là cái mặt Hải Âu già liền ngay lập tức. Da với dáng là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Mọi người để ý nha, thấy những cái người mà mập á, họ trông họ già hơn tuổi rất là nhiều, lý do là trông họ mập. Còn làn da của những người phụ nữ, da nào mà xấu hư hại á, là trông họ già. Cho nên mình phải giữ da và vóc dáng của mình. Còn gương mặt mỗi người mỗi nét, cho nên là Hải Âu nghĩ rằng mọi người không nên làm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều ha. Có rất là nhiều chị em nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà nó vì lâu về dài nó không có tốt. Hải Âu thấy là nhìn nó như người giả rồi đó. Cho nên là mình sẽ tập trung vào dáng và da là hai cái hay nhất. Em ơi, em có những dòng mỹ phẩm trang điểm nào cho da mặt? Em thì không có những cái dòng mỹ phẩm trang điểm cho da mặt, thật ra là có nhưng bên công ty em không có bán những cái loại đó. Bên công ty em thì bán những cái sản phẩm chuyên về điều trị da cấp cao ha. Ví dụ như chị bị da của chị nó sáng không có đều màu, mà phải dùng mỗi lần ra đường là phải dùng nhiều kem tra khuyết điểm, bởi vì mình có khuyết điểm trên da mặt. Cái thứ hai là bị những cái thâm nám tàn nhang, rồi những cái thâm da mụn để lại, rồi đồi mồi nè, hoặc là da của mình có nhiều nếp nhăn, thì bên em có cái dòng sản phẩm là Loridate, nó sẽ khắc phục lại cái da của mình, làm cho da mình sáng đều màu từ từ trở lại, rồi giúp cho da mình không có những cái vết thâm nám tàn nhang đồi mồi. Nó da mình sẽ căng bóng lên sau khi mình sử dụng. Thì bôi lôi đó như thế nào em sẽ chỉ với chị cách sử dụng nhé. Happy New Year mấy chị nha. Wow, bữa nay quá trời người xem luôn. Cái tay em nãy giờ lấy kem cho nên nó hơi trơn. Đây đây là cái tinh chất lôi đó giúp da mặt mình tái tạo lại da mặt. Mình sẽ lấy ra một phần nhé, mình bôi trên da mặt của mình. Đó, mình bôi và mình ấn nhẹ để cho nó thẩm thấu sơ sơ, đừng có chà chà mạnh cái da mặt của mình. Và như vậy mình bôi hết toàn cái da mặt của mình. Sau khoảng 30 giây mình sẽ cảm nhận là cái tinh chất này nó sẽ thấm hút vô cái da mặt của mình và nó căng lên ha. Nó sẽ căng bóng cái da mặt của mình lên, mình cứ bôi như vậy thôi, bôi hết toàn cái da mặt.
Và đặc biệt là mọi người phải bôi sau khi mọi người tẩy trang hoặc rửa mặt thiệt là sạch để không có cái bụi bẩn bám trên da mặt của mình nhé. Em một hộp lôi đáp nha chị. À, rồi Minh Châu Cao Hải Âu thấy số 308 đuôi của bạn rồi, bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại lại cho bạn và giao hàng cho bạn một cái hộp lôi đáp nhé. Thật ra chị Tuấn Bình là nếu như da chị đẹp rồi chị không có cần phải nhiều cái sản phẩm mỹ phẩm makeup đâu. Thì khi da chị đẹp quá rồi chị chỉ có những khi mà chị đi buổi tiệc buổi tối chị bắt buộc chị trang điểm cho nó lồng lộn một chút thôi. Còn ban ngày thật ra khi da đẹp quá rồi nhiều khi lúc đó chị chỉ cần đánh son môi một chút xíu thôi. Chị không có cần phải làm nhiều trên da mặt. Em mua một hộp uống trắng da với một lôi đá có giảm không chịu? À, anh Kiều ơi, thật ra là sản phẩm bên chị là đúng giá từ bên công ty sản xuất bên Thái Lan đưa qua ha, cho nên mình không có giảm được dù chỉ 1.000 nha em. Nhưng mà khi nào có chương trình mà khuyến mãi hay gì đó chị sẽ thông báo với em để em tham gia cho vui nha. Để thường là chị sẽ được nhận son hay là cái gì đó mascara chẳng hạn. Lôi đát giá bao nhiêu? Dạ 1.500.000 một hộp gồm 4 ống chị. Xe khích phụ khoa giá bao nhiêu tiền vậy? Xe khích phụ khoa giá là 1.100.000. Đối với cái sản phẩm xe khích phụ khoa thì mấy chị dùng một hộp thôi. Một hộp nó sẽ có 30 viên. Để em lấy sản phẩm cho mấy chị xem nhé. Đây là sản phẩm xe khích âm đạo, nó là Antawin. Nó là Antawin nhưng mà là viên xe khích âm đạo màu xanh xanh hồng hồng nha mọi người. Đó. Cái sản phẩm này thì giá của nó là 1.100.000 và nó có sẽ 30 viên bên trong đây, mỗi ngày chúng ta dùng một viên. Đúng hết 30 ngày là 30 viên thì cái chỗ đó của chúng ta nó sẽ xe khích tầm 70 đến 80% nha. Và mình chỉ dùng một hộp thôi, đối với cái sản phẩm xe khích thì mình không cần dùng nhiều. Chị ơi, lôi đá là sản phẩm của nước nào ạ? À? Lôi đá này á, thì những cái thành phần bên trong của sản phẩm lôi đá thì nó được làm từ nó được nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ và Hàn Quốc nhưng mà nó được đóng gói thì tại Thái Lan em nhé. Bên chị có kem chống nắng cho người hay chơi thể thao ngoài trời không? Bên chị thì không có kem chống nắng, bên chị chuyên về điều trị da chứ không phải là chống những cái sản phẩm chống nắng thì đó là những cái sản phẩm mà hầu như em mua ở đâu cũng có thì bên chị lại không có bán những sản phẩm mua ở đâu cũng có. Chị vẫn đang dùng viên uống trắng da. Bay chị Nguyễn Dung, chị viết gì em đọc em không hiểu. Phương Dung cũng chỉ xài hộp trái một hộp cà quê. Chị Phương Dung ơi, chị viết gì luôn em cũng không hiểu luôn chị ơi. À chị nói là đào coffee đúng không? Chị xuống 4 kg, 3 hộp. 3 hộp có 30 gói, chị xuống 4 kg là chị xuống đúng cái đúng đúng cái trung cái lượng trung bình của nó luôn rồi đó chị ơi. Chị muốn xài muốn xuống 3 kg nữa thì chị dùng trong vòng 1 tháng nữa. Tại vì một hộp là đào coffee nó có 10 gói à, nó đâu có nhiều đâu. Chị xài 30 ngày mà chị xuống 3, 3 chị xài 4 kg như vậy là rất là nhanh chứ không phải là ít đâu nha chị. Chào em ơi, chị hỏi da mặt của chị đang xuất hiện. Khoan dừng ở đây nha mấy chị, có một cái anh này á thì mình livestream mà thường là chỉ có phụ nữ thôi, tự nhiên có một cái anh này bước vô fanpage của em và nói chuyện rất là thô lỗ. Em đọc cho mấy chị nghe nhé. Anh này tên là Sang Quý, cởi áo ra anh mua hết cho. Mấy chị nghĩ cái hành động của những cái người đàn ông này nó như thế nào? Em đọc xong em cảm thấy rất là tội nghiệp cho những người phụ nữ nào mà làm vợ của anh này á. Thì ở trong cái đầu ảnh lúc nào cũng chỉ có những cái bậy bạ trong cái đầu ảnh thôi, trong khi người ta mặc đồ thì kín đáo như thế này chứ không phải người ta mặc bikini người ta ngồi nói chuyện đâu mà cũng có thể vô mà nói những cái câu vớ vẩn như thế này. Thật là đáng thương cho người phụ nữ nào làm vợ của anh. Bây giờ mình sẽ tư vấn tiếp nha. Chị Huyền Nguyễn, chào em ơi, chị có hỏi da mặt của chị đang xuất hiện nám và tàn nhang, nám và tàn nhang ở hai gò má. Chị bị nám sau sinh đúng không chị? Giờ phải dùng gì cho hết? Chị Huyền Nguyễn ơi, chị cho em biết lý do chị bị nám được không ạ? À?
thì em sẽ kiếm được cái nguyên em sẽ giúp chị giảm cái nám đó. Nếu như mà nám sâu sinh đó thì mà mới thôi thì nha, rất là nhanh hết, chị xài khoảng tầm 2 tháng thôi thì đã thấy nó mờ khoảng 80 đến 90%. Nhưng mà nếu như chị bị nám trong máu hoặc là nám mà chị để lâu rồi nó đã ăn cái gốc vô cái da của chị rồi, tại vì nám là cái gốc đàng hoàng chứ không phải là chỉ một cái lớp mà chị thấy đâu nha, nó sẽ ăn xuống gốc thứ hai và gốc thứ ba, nó nằm bên trong á. Thì nếu như mà chị đã lâu cái gốc nó đã bám chặt như thế này á thì chị cần có cái thời gian lâu hơn, chị phải vừa uống vừa thoa thì nó mới hết được. Cho nên là chị Huyền Nguyễn cho em biết là chị bị nám hai bên gò má lâu chưa và lý do tại sao bị nám chị nhé. Chào bạn Bích Chu, chị cũng cũng chị dùng 4 hộp. Thì chị muốn giảm cân thì chị dùng tiếp nữa thôi chị ơi. Trong một tháng mà chị xuống 4 kg là em thấy chị xuống nhiều rồi đó. Một lọ lôi đó. Mấy chị đừng có nghe những cái người mà quảng cáo giảm mười mấy 20 kg, trong đó nó có rất là nhiều thành phần nó làm giảm cân một cách kinh điển, nó làm hại cho cơ thể mình rất là nhiều. Cho nên đối với những cái sản phẩm giảm cân giảm 1 kg, một tháng tầm 5 kg á là nó là quá ok rồi nha mấy chị. Mấy chị mà muốn giảm nhiều hơn nữa mấy chị phải năng trong cái việc tập luyện bơi lội thể thao thì nó mới giúp mấy chị giảm ký nhưng mà một cách khoa học. Chứ nếu mấy chị mà cứ lạm dụng những cái phương thuốc mà nó giảm 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 cân quá độ, nó sẽ làm cho cơ thể mấy chị bị nhũn ra, thiếu collagen rồi nhìn nó xấu lắm. Và thứ hai là nó có ảnh hưởng tới gan tới thận mấy chị nữa. Cho nên bên em chỉ bán sản phẩm là giảm trong cái mức quy định là từ khoảng 5 kg một tháng thôi. Mấy chị muốn hơn thì bên em cũng không có bán được. Tại vì nó những cái thành phần mà nó giảm mạnh hơn nó gây ảnh hưởng cho cơ thể mình về lâu về dài rất là nhiều ha. Mấy chị nên lưu ý nha. Em thấy một tháng mà giảm 4 kg là quá tốt rồi. Một lọ lôi đó là bao nhiêu? Một một hộp lôi đó là gồm 4 lọ, giá là 1.500.000. À vậy hả? Không, vâng. À, cái này chắc phải phải giữa tháng sau á Hồng Vân, tầm cỡ đó. Mặc em đợt trước chị tặng em trị giá 500. Xài em quá trời, em đi kiếm mua thêm thì chỉ có một hàng nha. Chị không biết Yến Nhi, tại vì chị không có cầm cái sản phẩm đó trên tay nên chị không biết là hàng đó hàng nhái hay hàng thật. Trường khi là chị cầm nó trên tay chị mới ngồi chị mở cái hàng thật ra chị coi thử nó là cái gì. Em nghe em nói là chị sẽ đâu có biết được nó là hàng thật hay hàng giả đâu. Mà ngoài thị trường thì lúc nào mà cái hàng nào mà bán được hay là cái gì á thì người ta sẽ có hai cái dòng hàng, hàng giả và hàng thật là chuyện bình thường. Cho nên mình mua về mình so sánh lại cái hàng mà mình mua hàng thật á. Em tư vấn bắt đầu dùng lôi đáp bôi như thế nào cho nhanh đẹp da hàng ngày, ngày bôi mấy lần. Về cái lôi đáp á thì một ngày chị bôi bôi nếu mà chị bôi giống em chị có thể bôi 3 đến 4 lần nha. Nhưng mà nếu mà chị bôi giống em thì một ngày em bôi có 2 lần thôi, buổi tối và buổi sáng. Buổi tối trước khi đi ngủ thì em bôi 1 lần, buổi sáng dậy thì em lại rửa mặt thiệt là sạch, em bôi thêm 1 lần nữa trước khi em trang điểm nhẹ đi làm ha. Thì một ngày 2 lần và bôi hết cái da mặt của mình thì chị bôi bình thường thôi. Bôi thì nó cũng có một cách như nhau thôi, nó rất là bình thường như những cái dòng sản phẩm bôi serum khác vậy đó. Bôi thì mình bỏ lên trên da mặt mình và mình tán đều nó ra thôi. Nhưng mà đừng có dùng cái lực ma sát, lấy cái tay mình thấm như thế này thì nó đã đủ lan rộng ra rồi. Mình đừng có ma sát da mặt của mình nha. Chỉ như vậy thôi. Đó, mình sẽ bôi hết toàn da mặt của mình như vậy thì để nó thẩm thấu cho nó xong. Rồi mấy chị muốn trang điểm gì thêm thì cũng được hết. Em tư vấn bắt đầu dùng lôi thế nào cho. Cho mình một hộp lôi đất da hân phạm. Cho mình một lọ lôi đất da hân phạm ơi, em thấy số 606 đưa của chị rồi, bên em sẽ giao cho chị một hộp lôi đất nhé. Cảm ơn chị. Cho chị một xe khách phụ khoa.
Em thấy số 6261 đuôi của chị Money rồi nha. Bên em sẽ gọi điện thoại cho chị, giao cho chị một cái hộp xe khách phụ kho. Mấy chị thấy là cái tinh chất trên da mặt của em nó đang thấm nè, nhưng mà nó không có thấm tốt bằng mấy bữa là lý do da mặt em đang có tế bào chết. Thì lát nữa là tư vấn với chị xong là em bắt đầu sẽ tẩy tế bào chết và xông hơi da mặt một chút để cho da mặt mình cái tế bào chết lấy đi, thì cái da non bên trong nó mọc ra, thì mình bôi cái dưỡng chất đó nó sẽ thấm hút tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái tẩy tế bào chết á thì khoảng 2 tuần mới chị làm một lần, hoặc 1 tuần mới chị làm một lần thôi nha, và tẩy nhẹ nhàng cái da mặt của mình bằng những cái sản phẩm tốt nhất nha. Chị ơi em chào chị, chào bạn tình yêu, chào em. Happy New Year em. Chào Âu, chúc Âu năm mới thật nhiều sức khỏe, mãi mãi trẻ đẹp rạng rỡ. Chào chị Nhung, chúc chị với gia đình chị một năm mới thì thật là nhiều cái may mắn đến với gia đình của mình, cũng như là những cái dự định trong năm sau của mình nó sẽ thành công nha chị. Mặt nạ có tác dụng gì và giá sao em? À, về cái mặt nạ da mặt, về cái sản phẩm mặt nạ thì nó có tác dụng là nó sẽ cung cấp một cái lượng collagen tức thì, nó nuôi dưỡng lại cái làn da của mấy chị chuyên sâu. Sau khi mấy chị làm sạch da mặt nha, mấy chị đắp mặt nạ vô, để em lấy miếng mặt nạ mấy chị xem ha. Đây là cái sản phẩm mặt nạ vitamin C, thì đây là cái sản phẩm mặt nạ em hay dùng. Em cũng có dùng nhiều loại lắm. Mặt nạ thì em hay mua nhiều loại em dùng, nhưng mà thật ra thì bữa giờ em dùng thì cái loại này em là thích nhất nha. Em thích nhất là bởi vì em thấy nó có tác dụng tốt nhất, nhưng mà giá nó cũng cao hơn những cái sản phẩm khác. Giá nó là 100 ngàn một miếng ha. Nhưng mà nếu như mình mua một hộp 10 miếng của nó thì mình sẽ rẻ hơn, là giá 900 ngàn một hộp của nó thì sẽ có 10 miếng, 900 ngàn rẻ hơn 100 ngàn nếu như mình mua lẻ. Còn mua lẻ thì 100 ngàn một miếng. Và cái mặt nạ vitamin C như thế này nhá. Da mặt chị nào mỏng không dùng miếng màu vàng, đây là một bộ không dùng miếng màu vàng này nó không dùng cho da mỏng. Còn da bình thường thì mình lấy miếng màu vàng này để tẩy trang thiệt là sạch, sau đó rửa mặt sạch lại với nước. Rồi cái miếng màu trắng bên đây xé ra, bên trong nó có một cái miếng mặt nạ, nó chứa đầy collagen bên trong đó. Thì và vitamin C tươi nữa, thì mình sẽ đắp lên trên da mặt của mình, và còn tinh chất còn lại mình bôi trên da cổ của mình luôn. Thì mặt nạ này mình nên nằm khoảng 30 phút đến 1 tiếng, nhưng thật ra em khuyên mọi người là nên nằm dưỡng cái da mặt này 1 tiếng đồng hồ, để cái collagen này nó hoạt động trên da mình 1 tiếng đồng hồ thì nó thấm sâu hơn là 30 phút nha. Thì nó sẽ tái tạo lại da cho mọi người, giúp da mọi người căng bóng mềm mịn và cung cấp độ ẩm ngay tức thì cho mọi người. Thay cho một lần đi spa thì một miếng mặt nạ này đủ cho một lần đi spa nha. Chị em nào không có thời gian đi spa thì mình chỉ việc làm như em nói thôi. Thì đây là cái sản phẩm, ở ngoài cũng có hàng giả, bữa thì cũng có khách hàng của em chụp hình gửi qua thì cũng đã có rồi. Cái hàng này thì em không có độc quyền, nhưng mà em lấy tận gốc thôi ha. Thì lát nữa em cũng sẽ đắp mặt nạ, sau khi mà em tẩy tế bào chết rồi em đắp mặt nạ và bôi cái dưỡng chất lôi đất này lên để nó thấm sâu xuống cái làn da của mình nó tốt hơn. Hồi nãy em bôi nhưng em cảm nhận là cái da của em nó không có thấm, là tại vì tế bào chết nó vẫn còn trên da mặt rất là nhiều. Chị ơi em bị nám sâu sinh thì dùng gì cho hết ạ? Cái nám sâu sinh nó thì rất là dễ, nhưng mà bạn bị nám sâu sinh nó bao lâu rồi, 1 năm hay 2 năm rồi? Nếu mà chị nào bị nám sâu sinh đó, vừa khi mà mình phát hiện mình bị nám á, là mình phải dùng ngay cái lôi đất này cho Hải Âu nhé. Dùng lôi đất và bịt mặt khi mà phải ra đường, tuyệt đối không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ha, và dùng nhiều vitamin dưỡng da lên cho Hải Âu thì nó sẽ ngay lập tức cái nám nó sẽ biến mất ngay lập tức cho mọi người. Còn nếu như mọi người đã đẻ nó khoảng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì lúc này mọi người dưỡng nó hơi cực hơn một chút, nhưng mà nó cũng sẽ hồi phục lại cho mọi người sau đó 3 tháng nha. Nói chung mình thấy cái dấu hiệu xuất hiện đầu tiên của nám đó là thâm, cái thâm danh cái thâm đỏ, thâm hoặc là một đỏ do ánh nắng mặt trời nó chiếu vô ha. Cái thứ hai là
Sau khi cái đó thì bắt đầu da mặt mình nó ửng đỏ rồi nó bắt đầu sạm lại, đó là dấu hiệu đầu tiên của nám. Sau đó nó sẽ xuất hiện nám và đặc biệt hai bên gò má này rất là nhiều, thì đó là dấu hiệu đầu tiên. Ngay khi mình có cái dấu hiệu đầu tiên thì mình đã nên bôi cái Lolidas này lên rồi, thì sau đó khoảng một vài tuần mấy bạn sẽ thấy là nó không có xuất hiện cái nám. Còn nếu như lúc đó mà mình không dùng á thì để lâu thì cái nám sau này nó khó điều trị hơn một chút. Sau này mình phải dùng luôn những cái viên gọi là viên Antoin, thì những cái viên này nó sẽ hỗ trợ từ phía bên trong nữa. Nhưng mà đang trong quá trình cho con bú thì không sử dụng những cái viên uống giúp đẹp da được. Khi nào mình ngưng cho con bú thì mình mới sử dụng được cái những cái viên uống đẹp da này nhé. Có sản phẩm trị thâm do mụn không? Có em, sản phẩm trị thâm do mụn là cái sản phẩm lôi đất này luôn nha, điều trị thâm do mụn đã lại, nám, tàn nhang nồi mồi. Nếu mà thâm do mụn thì chị nghĩ 2 tuần là cái thâm do mụn của em nó hết rồi đối với sản phẩm này. Và uống nhiều vitamin C cho chị nha. Hôm nay nhìn chị khác thế à? Chị không trang điểm nên là nhìn chị khác, bình thường chị trang điểm. Em bị tàn nhang. Em bị tàn nhang. Cho chị xem nhé, chụp ảnh cho chị xem nhé. Ok bạn tình yêu, cảm ơn bạn. Bạn có gì cứ gửi hình cho mình xem. Em đã cho con bú dùng được sản phẩm nào chị ơi? Em muốn giảm cân làm sáng da và mờ thâm nám. Nếu như mà em đang muốn giảm cân thì mình có sản phẩm đào coffee hoặc là bột trái cây, thì một trong hai sản phẩm đó nó giảm cân cho em khá là tốt và những cái thành phần này từ thiên nhiên. Nhưng mà đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì mình không sử dụng được những cái sản phẩm đó. Khi nào mình ngưng cho con bú đã thì mình mới dùng những cái sản phẩm giảm cân được. Cái câu hỏi thứ hai của em là làm sáng da và mờ thâm nám, thì lúc này mình cũng không có uống cái viên giúp sáng da và mờ thâm nám được. Tất cả những cái viên uống về đẹp da gọi là thực phẩm chức năng hay là thuốc thì khi nào ngưng cho bé bú mình mới sử dụng được nha. Mọi người lưu ý là như vậy để an toàn cho cái sữa cho con mình 100%. Cái thứ hai là lúc này mình có thể sử dụng được những cái sản phẩm dưỡng da từ phía bên ngoài thì rất là an toàn. Ví dụ như bạn sẽ sử dụng cái sản phẩm lôi đót này bôi lên trên da mặt của bạn làm cho nó sáng da và mờ thâm nám. Bạn bị thâm nám bao lâu rồi bạn thương đặng? Chị Âu ơi, thuốc se khít vùng kính có trị viêm nhiễm huyết trắng không? Không, thuốc se khít vùng kính nó chỉ làm se khít vùng kính thôi. Còn nếu mà điều trị huyết trắng thì bạn sẽ phải dùng, thứ nhất là bạn nên đến bác sĩ sẽ cho kê đơn thuốc cho bạn. Thì trong cái thuốc đó sẽ có cái mình sẽ nói luôn ha, bác sĩ cho sẽ cho thuốc bạn uống trong vòng khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Thì trong cái thuốc đó nào là nó sẽ có vitamin và cái thứ hai là nó có thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh này nó sẽ diệt vi khuẩn cho bạn. Tại vì cái viêm nhiễm huyết trắng nó là vi khuẩn nằm phía bên trong đó ha. Bác sĩ sẽ cho bạn uống những cái sản phẩm như vậy. Cái thứ hai là bác sĩ sẽ cho bạn viên đặc. Ngoài ngoài những cái mà bác sĩ làm cho bạn ra thì bạn nên về lấy thêm cái sản phẩm này để mình lấy cho bạn. Rồi, bạn sẽ lấy cho mình cái sản phẩm Femina. Sản phẩm này nó sẽ điều trị huyết trắng được cho bạn ha. Nhưng mà bạn vẫn phải nên dùng thuốc mà bác sĩ kê đơn cho bạn. Có điều trong đó nó có thuốc, có những cái thuốc nó khá là mạnh. Còn đây là sản phẩm Femina, sau đó thì bạn dùng cái sản phẩm này để rửa mỗi ngày, rửa trong vòng mười mấy ngày cho mình, mỗi ngày ngâm một gói như thế này. Một hộp của nó sẽ có 3 gói, một hộp của nó như thế này và nó sẽ có 3 gói ha. Cái này mình nó hơi, cái hộp mình nhìn hơi cũ tại mình đem về quê xong đem lên trên đây cho nên nó bị không có được đẹp. Ngày mai mình lên công ty mình đổi cái hộp đẹp hơn. Thì cái hộp này là 500 ngàn, nó sẽ có 3 gói như thế này. Và mỗi gói mình sẽ ngâm được một lần, mỗi lần bạn ngâm đã, tại vì bạn đã bị những cái gọi là huyết trắng rồi, thì bạn sẽ ngâm trong vòng 1 tiếng. Bạn bỏ vô một cái thau rồi nước ấm bạn đổ vô hết một cái gói thảo dược này, cái bột này là gọi là thảo dược, bạn sẽ nghe mùi thảo dược rất là rõ ràng. Thì sau đó bạn khuấy đều lên rồi bạn ngồi trong cái thau đó để nguội mới ngồi vô nha, không thôi nó nóng. Thì làm sao cho cái nước thảo dược này nó ngập hết cái phần âm đạo của bạn thì nó sẽ tự đi vô trong, nó súc rửa bên trong cho bạn và diệt hết vi khuẩn bên trong cho bạn nha.
thì mình đã nói rồi, ngoài cái việc mà bác sĩ kê đơn thuốc cho bạn thì bạn vẫn phải dùng và vẫn phải đặt thuốc, và sau đó mỗi ngày bạn phải ngâm cái này trong vòng mười mấy ngày, bạn sẽ thấy là cái huyết trắng của bạn nó đỡ từ 80 đến 90%. Nếu như bạn làm đúng, sau khi mà huyết trắng của bạn đỡ rồi, bạn vẫn tiếp tục dùng 1 tuần 2 đến 3 lần, mỗi lần ngâm như vậy còn khoảng từ 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Tại vì tại sao bạn bị nhiễm huyết trắng là bên trong bạn bị dơ mà bạn không có cách nào bạn rửa hết, cho nên nó bị huyết trắng, nó sinh ra vi khuẩn và vi khuẩn nó tạo nên cái huyết trắng đó ha. Thì đối với cái bột thảo dược này, nó có khả năng là làm sạch bên trong cái cổ tử cung của mình, nó lấy ra những cái dơ giấy, ví dụ mình đi tiểu cũng qua đó, sinh con cũng qua đó, sinh hoạt vợ chồng cũng qua đó, thì tất cả nó tồn đọng phía bên trong đó và không có cách nào rửa được. Thì chỉ có một cái phương pháp là dùng cái thảo dược này, nó sẽ tự thấm vô trong và nó tự rửa, xúc rửa cho bên trong cho mình ha. Và cái cảm giác của nó rất là dễ chịu, bạn sẽ đỡ trong mười mấy ngày và cứ liên tiếp dùng như thế. Thì sau dùng mười mấy ngày liên tiếp thì sau đó 1 tuần mình dùng khoảng 2 đến 3 lần thì sau này bạn sẽ không có bị tình trạng huyết trắng trở lại nha. Tình trạng huyết trắng hầu như là 10 người hết 7 người bị ở Việt Nam mình đó. Rất là nhiều chị em mình bị, và rất là nhiều chị em bị nhiễm khuẩn bị nặng tới mức độ mà không có con được luôn. Có nghĩa là họ vẫn mang thai được nhưng mà cái tình trạng đậu trứng bên trong cổ tử cung họ rất là khó. Cái đó tình trạng giống như bị nấm mốc, nó dính trong, nó bám trong cổ tử cung á, thì trứng nó khó đậu. Rất là nhiều trường hợp như vậy. Em tư vấn cho chị viên uống trắng da. Chị Nguyễn Nhung ơi, đối với cái viên uống trắng da thì bên em chỉ có một dòng sản phẩm duy nhất từ trước tới giờ, đó là viên uống trắng da Anthawin trắng da này. Viên uống Anthawin trắng da này thì bên trong nó là một hộp sẽ có 30 viên, à 40 viên bên trong này, một hộp 40 viên nhé. Một hộp 40 viên. 40 viên nang này nó có tác dụng là làm cho da của mình nó trắng lên và nó cung cấp cái dưỡng chất trắng da từ vitamin trái cây gồm ha, nó cũng có mô tả cho mình có rất là nhiều vitamin bên trong đây, gồm vitamin C, B5, collagen, vitamin E, rất là nhiều thành phần bên trong đây ha, nó có viết sẵn lên đây hết cho mấy chị. Thì khi mà mình uống vô thì da của mình nó sẽ được cung cấp một cái độ dưỡng chất rất là tốt, nó làm trắng da mặt mình từ thiên nhiên. Cái thứ hai nữa là nó có thành phần collagen, nó giúp da mình chống lão hóa rất là tốt. Một hộp như vậy là 1 triệu và 40 viên bên trong. Mỗi ngày mình sử dụng á, trong cái thời gian 3 tháng liên tiếp á, mình sử dụng 2 đến 3 viên. Còn nếu da mình bị nám nhiều quá mình phải sử dụng 4 đến 5 viên. Nhưng sau 3 tháng thì mọi thứ nó đã đỡ, da của mình đã được ổn định rồi. Thì lúc này mình có thể dùng theo kiểu duy trì thôi, 1 đến 2 viên, không cần dùng nhiều ha. Nhưng mà 3 cái tháng đầu tiên thì thuộc vào cái làn da của mình bị nhiều cái tác hại hay là ít thì mình sẽ có cái liều lượng mình sử dụng khác nhau. Vì vậy nên là mấy chị mua cái sản phẩm viên uống trắng da này vui lòng cho Hải Âu số điện thoại và ghi là viên uống trắng da, bên Hải Âu sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện thoại lại cho mọi người, tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Thì mọi người nên dùng bao nhiêu viên trong một ngày trong 3 tháng đầu tiên nhé. Và giá chỉ có 1 triệu thôi. Thuốc vitamin trắng da. Dạ đúng rồi chị Ngọc Hoa, em vừa tư vấn cái vitamin trắng da đó chị. Và sản phẩm của mình gọi là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc. Chị Hoa Nở ơi, chị chụp cái mà cái da của chị cho em bên em coi được không chị? Em muốn xem thử cái da mặt của chị nó như thế nào rồi. Thuốc vitamin trắng da. Em vừa tư vấn xong. Chị mới bị khoảng 2 tháng nay em à. Chị mới bị nám 2 tháng nay đúng không chị Huyền Nguyễn? Tự nhiên bị nám chứ không phải bị nám sau sinh. Thì cái nám của chị là nám do môi trường, một là do môi trường, hai là máu. Nhưng mà chị mới bị 2 tháng à, thì nó cũng rất là nhanh hết. Thứ nhất là chị mua cho em nhiều trà atiso ha. Chị nấu nước uống mỗi ngày thì cái trà đó nếu như chị bị nám trong máu thì cái trà nó sẽ đào thải một cái lượng độc tố của chị ra khỏi cái cơ thể của chị, và uống nhiều nước lên cho em nha, thì nó sẽ giúp cho trong cái bài tiết á, nó sẽ đào thải ra hết những cái chất độc tố của chị. Cái thứ hai là chị mua cho em một cái loại kem chống nắng nào đó tốt tốt một chút, chị bôi trên da mặt nếu như chị phải ra đường vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Nó rất là quan trọng, nếu như bị nám mà gặp trúng ánh nắng mặt trời nó sẽ lan rộng cái nám của chị gấp 3, gấp 4 lần rất là nhanh trong vòng khoảng mấy ngày. Cho nên là chị phải tránh ánh nắng mặt trời cho em nếu trường hợp mình đang bị nám rồi.
ha. Cái thứ hai là chị uống cho em, chị sẽ vừa dùng thoa và uống cho em cho nó nhanh hết. Nếu như chị có điều kiện, còn không thì chị dùng một trong hai sản phẩm. Chị dùng cho em cái viên uống Anthrowin này, nó sẽ trị nám tận gốc cho chị uống cái hộp này 40 viên, chị uống trong vòng khoảng được gần tháng ha. Và mua cho em một cái hộp Loidat này. À, đối với cái sản phẩm Anthrowin này thì chị mới bị nám chưa có nặng thì chị uống khoảng 2 đến 3 viên nha. Còn đối với cái Loidat này thì chị bôi mỗi ngày ngày 2 lần cho em. Cái hộp này chị dùng được 2 tháng. Tầm 2 tháng, giá là 1 triệu 500 ngàn. Thì trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng chị dùng, thì lúc này em nghĩ là sau 2 tháng thì da chị nó được tái tạo lại bình thường trở lại rồi. Nếu như chị làm theo đúng những cái cách em nói. Và ở nhà thì chị ăn thêm nhiều trái cây cho em ha. Hôm bữa em uống có một hộp Idol Slim mà chị xuống 4 kg luôn. Nếu mà chị hợp với Idol Slim thì cứ mua Idol Slim chị. Mình hợp với sản phẩm là mình cứ dùng sản phẩm đó. Nhưng mà em sợ Idol Slim thì nó làm chị khá là mệt. Nó xuống mạnh quá, nó làm chị mệt. Tùy chị à, chị hợp với cái sản phẩm nào thì mình cứ dùng sản phẩm giảm cân đó. Đó là lý do tại sao bên công ty em có tới 3 dòng sản phẩm giảm cân cho mấy chị. Tại có những người hợp với sản phẩm này, có những người hợp với sản phẩm khác. Giảm cân thì nó khác với da. Hôm bữa em giảm cân bao nhiêu vậy chị? Giảm cân, nếu bạn mua cái đào coffee giảm cân này á thì giá nó là 750 ngàn một hộp. Còn nếu như bạn mua cái viên uống giảm cân này thì giá của nó là 600 ngàn, gồm 30 viên bên trong đây bạn nhé. Mình có nhiều loại giảm cân để cho khách hàng lựa chọn. Bạn muốn giảm bao nhiêu kg vậy bạn? Hoa Lê, chị ơi thấy em không? Tình yêu bà, hồi nãy Hải Âu có tư vấn cho cái trường hợp của bạn rồi. Giảm cân bao nhiêu tiền một hộp vậy chị? Nếu như mà em mua cái viên uống giảm cân thì cái này nó giảm khoảng 2 đến 3 kg trong vòng 1 tháng thôi. Nó không có giảm nhiều bằng cái sản phẩm đào coffee hay là bột trái cây. Thì cái này là 600 ngàn một hộp gồm 30 viên. Còn đối với cái đào coffee là sản dòng sản phẩm giảm cân cao cấp hơn, và thì cái này thì nó mắc tiền hơn một chút nhưng giảm nhanh hơn một chút, và nó có chứa collagen bên trong đây, giá là 750 ngàn một hộp. Một hộp bên trong thì nó có khoảng 10 gói như thế này, và cái vị nó là cà phê sữa, uống rất là dễ chịu nha. Đây là cái dòng hàng cao cấp rồi. Chị Anh Hồng ơi, em không có thấy tin nào của chị ấy. Bây giờ em mới thấy cái tin nhắn của chị nè. Chị thấy em không? Thấy tình yêu em, nãy giờ em hỏi chị mấy lần rồi á. Chị thấy. Chúc năm mới dồi dào sức khỏe. Chúc chị Mộng Huyền năm mới cũng rất là nhiều sức khỏe đến với chị và gia đình của chị nhé. Mình mua một hộp lô đất. Chị xài cái lôi đất này bao lâu rồi chị Thoa Kim? Một tuần chưa? Chị chụm lại màn hình cái da mặt của chị cho em coi, với lại chị cho em biết là chị xài bao lâu rồi. Chị Thoa Kim, giảm cân bao nhiêu một hộp vậy bạn? Mình có 3 dòng sản phẩm giảm cân như hồi nãy mình vừa tư vấn á. Bạn Dung Lương, bạn cho mình biết là bạn muốn giảm bao nhiêu kg thì mình sẽ chọn cho bạn cái sản phẩm phù hợp với bạn luôn nha. Tại vì tùy theo nhu cầu của mọi người thì mình sẽ có một cái dòng sản phẩm phù hợp với cái khách hàng đó. Đợt sau có khuyến mãi thì tăng mặt nạ đi chị, đợt trước chị tăng xài em quá. À, mặt nạ xài em quá hả? Cảm ơn bạn. Anh sẽ là Yến Nhi, có thuốc giảm cân không chị? Bảo Nhi ơi, bạn đang muốn giảm bao nhiêu kg? Đối với cái giảm cân đó, thì bên Hải Âu có tới 3 đến 4 dòng sản phẩm. Có cái độc quyền, có cái thì mua tận gốc ha. Cái quan trọng là mọi người phải nói cho Hải Âu biết là mọi người muốn giảm bao nhiêu kg. Hải Âu sẽ chọn chính xác cái dòng sản phẩm nào phù hợp cho mọi người. Tại vì nó có tới 4 dòng lận, mọi người sẽ bị rối lên và không biết dùng cái gì. Thì thay vì như vậy, mọi người nói cho Hải Âu biết là mọi người đã dùng qua sản phẩm nào chưa và muốn giảm bao nhiêu kg, thuộc cái cơ địa khó giảm hay dễ giảm, Hải Âu sẽ chọn luôn cái sản phẩm cho mọi người. Tại vì Hải Âu bán cho rất là hàng triệu khách hàng rồi, cho nên Hải Âu biết là dùng cái gì nó phù hợp với mọi người. Và đảm bảo những cái dòng sản phẩm bên Hải Âu thì nó rất là an toàn cho sức khỏe. Có rất là nhiều chị em nói là dùng sản phẩm bên Hải Âu rồi lỡ có chuyện gì không có bé Vi thì sao. Rất là nhiều chị em nói tại vì á,
Trong cái quan niệm của người Việt Nam mình á, không biết ai đã du nhập vô cái đầu của người Việt Nam mình là uống nhiều thuốc thì nó bị không có con. Hả, không biết ai đã du nhập vô cái ý tưởng đó, nhưng mà hoàn toàn là một cái ý tưởng rất là sai ha. Ai cũng phải dùng qua thuốc á, và đặc biệt những cái dòng sản phẩm của Âu không phải là thuốc, nó là thực phẩm chức năng, nó từ thực phẩm ra đàng hoàng và nó bổ trợ cho cái việc giảm cân. Ví dụ như là tại sao mình uống nhiều cái bưởi ép thì mình lại giảm cân được, tại vì trong bưởi ép nó có những cái thành phần nó làm cho cái mỡ của mình nó giảm thiểu. Thì trong những cái sản phẩm như là cà phê nguyên chất kết hợp với lại cái tinh chất của cây sung rồng trong cái đào coffee này, nó có khả năng cũng đốt cháy mỡ của mình một cách rất là thiên nhiên, một cách rất là an toàn ha. Trên đó gọi là thực phẩm chức năng mọi người nha. Cho chị hộp giảm trái cây nha em. Dạ chị Thân Nguyễn, em thấy số 780 đưa của chị rồi, em sẽ giao cho chị cái hộp nước ép trái cây giảm cân. Cảm ơn chị. Có thuốc giảm cân không chị? Trần Bảo Nhi ơi, bạn đang muốn giảm bao nhiêu kg? Mình sẽ tư vấn cho bạn đích xác luôn. Son của em đẹp. Thật ra hôm nay em không có tô son mà em xăm môi đợt trước. Chua quá. Một hộp cà phê giảm cân, chị Diễm Phương cho em số điện thoại để em sẽ giao cho chị một cái hộp cà phê giảm cân. Mọi người lưu ý là mua sản phẩm, hai sản phẩm bất kỳ bên em trở lên thì mình sẽ được free ship nha mấy chị. Cứ hai sản phẩm bất kỳ là mình sẽ được free ship. Ở trong cái file của mình có nhiều chị em có baby chưa? Qua năm em định làm thêm bán sản phẩm cho bé Vi nữa. Chị ơi chị thấy em không? Thấy tình yêu ơi, nãy giờ chị thấy em và em hỏi câu này chắc là 5 lần rồi, có em cứ hỏi đi. Chị thấy em mà, nhưng mà chị phải trả lời từng người một á. Chào chị Dung Lương nha. Da em có sẹo lõm lâu năm rồi, dùng loại nào chị? Về cái sẹo lõm á, thì mình không có xác định được cái thời gian mà nó hết sẹo lõm đâu nha bạn. Vì cái nám thì mình có thể xác định được cái thời gian, tuy rằng không chính xác lắm, nhưng mà về cái sẹo lõm là tùy thuộc vào da của bạn đó. Nó mọi người có từng nghe tới là da mọi người nó da lành hay là da nó khó lành không ạ? Thì cái đó là tùy thuộc vào da của mọi người. Cái lượng collagen của mọi người trong cái da của mọi người nó nhiều thì cái sẹo của mọi người nó tự khắc nó sẽ lành nhanh hơn. Còn trong cơ thể mọi người cái lượng collagen nó bị hao hụt nhiều rồi á, thì đối với mọi người khi mà cái sẹo lõm hay sẹo lồi của mọi người á, nó sẽ khó hồi phục hơn là do cái cấu trúc da của mọi người bên trong nó như thế nào. Nhưng mà sản phẩm nó sẽ hỗ trợ cho mọi người một phần ha. Thì mọi người có thể dùng đối với cái sẹo mà trên da mặt á, mọi người có thể dùng cái lôi đát nha. Thì mọi người bôi trên cái phần sẹo lõm đó, nó cũng sẽ hồi phục một phần cho mọi người. Và mọi người nên uống thêm collagen trong cái thời điểm mà mọi người khắc phục cái sẹo lồi hay sẹo lõm, nó sẽ tái tạo lại cái lượng collagen giúp cho da của mọi người nó đều lại ha. Còn nếu mà mọi người bị nặng, bắt buộc phải đi thẩm mỹ viện lớn để họ bắn những cái tia laser, họ làm cái sẹo của mọi người nó săn bằng lại. Cái đó dành cho những trường hợp nặng, bắt buộc mình phải đi tới thẩm mỹ viện rồi. Đối với sẹo lồi hay sẹo lõm nó rất là khó điều trị nha mọi người. Bao nhiêu một bộ bôi mặt vậy chị? Cái sản phẩm bôi mặt của mình nó gọi là tinh chất tế bào gốc, thì giá là 1.500.000. Nó sẽ gồm 4 ống to đùng như thế này, và mình sử dụng được 2 tháng nha bạn Bùi Duyên. Bạn Bùi Duyên vui lòng cho mình số điện thoại, bên mình sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện thoại tư vấn cho bạn kỹ hơn về cách sử dụng của sản phẩm lôi đáp nhé. Dạ công ty em làm việc từ ngày hôm qua rồi, nhưng mà em lên Sài Hồ Chí Minh không có kịp chị. Hàng của mọi người nếu mà chị em nào đã đặt trước Tết là em đã giao hết rồi nha mấy chị. Chị Nguyễn Thanh có lấy hàng gì thêm không ạ? Chào chị, chúc chị Nguyễn Thanh là một cái khách hàng rất là đặc biệt nè. Có đôi khi mà phải đợi hàng lâu mà chị vẫn không giận, chị chỉ nhắc thôi nè. Rồi mua hàng của em là mỗi lần mua hàng rất là nhiều luôn, và mỗi lần em like là cứ phải mua. Thế là em cảm ơn chị Nguyễn Thanh rất là nhiều cho em. Thay mặt công ty em chúc chị Nguyễn Thanh có một cái năm mới thiệt là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, và nhiều cái hạnh định cho gia đình của chị và cho chị, nó sẽ thành công. Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ và em ha. Cảm ơn chị Nguyễn Thanh. Trần Thanh Tâm, tóc chị màu gì vậy? Màu đen em, màu đen nâu nâu. Màu nâu đen.
vào coffee uống mấy hộp xuống chạy chị Âu. Về cái giảm cân á, mỗi người sẽ mỗi khác nhau, nhưng mà trung bình đó là em uống khoảng uống mỗi ngày 1 đến 2 gói liên tiếp trong vòng 1 tháng. Một hộp này nó chỉ có 10 gói, cái hàng này nó hơi mắc một chút nhưng mà nó đảm bảo về sức khỏe và an toàn rất là cao. Thay vì mình mua một những cái dòng sản phẩm khác hết khoảng 4 đến 500 ngàn rồi. Dòng sản phẩm này hơn một chút nhưng mà mình biết là nó an toàn á, và nó thứ hai là nó cung cấp collagen, thì mình sẽ cảm thấy là cái 100-200 ngàn nó không có phí phạm, 100-200 ngàn nó vô cơ thể của mình hết. Đối với cái sản phẩm đào coffee này á thì mình sẽ dùng trong vòng 1 tháng, nó giảm tầm trung bình khoảng 5 tới 7 kg, nhiều nhất là 7 kg và ít nhất cũng là 3 đến 4 kg và trung bình là 5 kg tùy theo cơ địa mỗi người. Tại vì mỗi mỗi người đều có một cái cơ địa khác nhau á, không phải ai cũng giảm cân giống ai. Nhưng mà cái con số trung bình là như vậy. Đối với cái sản phẩm đào coffee này ha, nó vừa giảm cân mà nó không có bị hóp người lại, cái da nó không có bị mủng lại, bởi vì nó trung trong nên nó có chứa thành phần collagen plus nè. Giá là 750 ngàn đối với cái đào coffee. Đào coffee hầu như vẫn là sản phẩm chị bán chạy nhất bên công ty của chị. Tuy nhiên rằng có người sẽ hợp với cái đào coffee, có người sẽ hợp với cái bột trái cây, có người sẽ hợp với cái idol. Mỗi người sẽ sử dụng, họ sẽ cảm thấy là họ sẽ hợp với một cái dòng sản phẩm. Đó là lý do tại sao với cái sản phẩm giảm cân thì bên chị có tới 3 đến 4 loại cho khách hàng lựa chọn lận. Nhưng mà đào coffee vẫn là cái sản phẩm mà bên chị rất bán chạy nhất. Cho em một hộp lô đáp và một hộp viên uống trắng da chị nhé. Tú Hồng cho Hải Âu số điện thoại nha. Hải Âu sẽ cho người gọi điện thoại cho bạn liền để lấy cái địa chỉ giao lô đáp và cái viên uống trắng da cho chị Tú Hồng nhé. Chúc chị có một cái năm mới thật là vui vẻ. Chào chị MC Thanh Hà. Xin chào mọi người. Cho chị một hộp giảm cân bột trái cây nha em. Dạ rồi chị Thân Nguyễn, em thấy số 78 không đuôi của chị rồi, bên em sẽ giao cho chị một cái bột trái cây giảm cân. Bột trái cây giảm cân thì nó có vị chua chua ngọt ngọt của trái cây rất là ngon. Và nó giảm cân cũng tương đương với cái đào coffee, nhưng mà tại vì cái khẩu vị của mình, người thích chua chua ngọt ngọt thì mình sẽ uống cái bột trái cây, người thích vị cà phê sữa thì mình dùng cái đào coffee, tùy mình thôi. Nhưng mà giảm cân là như nhau. Cho em một hộp lôi đáp và một viên uống trắng da chị nhé. Cảm ơn bạn Tú, bên mình bạn để lại cho mình số điện thoại nha, bên mình sẽ gọi điện thoại tư vấn cho bạn và giao hàng cho bạn. Nguyễn Thị Phương Nguyễn. Chị ơi em 48 kg, em muốn giảm mỡ bụng thôi thì dùng loại nào? Một là bột trái cây giảm cân hay là đào coffee, dùng khoảng một hộp đến một hộp rưỡi đến hai hộp thôi. Bột trái cây thì mình dùng một hộp rưỡi, còn đào coffee mình dùng khoảng hai hộp. Tại vì trong cái bột trái cây á, cái hộp nó tới 15 gói. Còn đào coffee mình ngâm một hộp nó có khoảng 10 gói à. Đối với cái đào coffee này giá là 750 ngàn, còn bột trái cây giá là 900 ngàn. Hai cái giá nó khác nhau. Em dùng bao nhiêu đó thôi là đủ giảm mỡ bụng rồi. Cái thứ hai là em đừng có ăn tinh bột nhiều ha, hạn chế tinh bột thì cái bụng của em nó sẽ đỏ lắm. Cái thứ ba chạy bộ một chút xíu, đi bộ một chút xíu nữa thì cái mỡ nó sẽ ra rất là nhanh. Giảm mỡ bụng dễ thôi mà, sợ giảm mỡ bắp tay á, nó mới khó, nhưng mà mỡ bụng rất là dễ. Bao nhiêu tiền lôi đáp, bao nhiêu tiền? À lôi đáp giá là 1.500.000 nha chị Huê. Huê chuyên đây, lôi đáp 1.500.000 chị nhé. Antawin trắng da có chống nắng không chị? Antawin viên uống trắng da nó không có chống nắng, đó là viên uống này. Những cái viên uống thì thường không có chất chống nắng đâu chị. Chất chống nắng mình phải bôi một cái lớp serum hay kem trên da mặt, thì đó là cái các chất chống nắng. Nên chị phải mua một cái serum chống nắng trên da mặt của chị. Còn đây là cái viên uống làm trắng da, nhưng nó không có làm ăn nắng nha chị. Chị nào mua sản phẩm nào vui lòng cho em số điện thoại nha. Và sản phẩm mấy chị muốn mua bên em sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho mấy chị. Da mặt em có nhiều vết thâm đỏ lâu năm, dùng sản phẩm nào vậy chị? Cái đỏ của em là đỏ như thế nào? Cho chị biết là cái đỏ của em là đỏ như thế nào, chị không hiểu cái đỏ đó lắm. Thâm nám thì chị biết, nhưng mà cái đỏ đó là như thế nào em Nguyễn? Em Dung.
Chị Vũ Minh ơi, em thấy số 972 đưa của chị Vũ Minh rồi, bên em sẽ gọi điện thoại lại cho chị, tư vấn cho chị kỹ hơn và giao hàng cho chị nhé. Cảm ơn chị. Chào Hải Âu, chúc chuyện buổi chiều vui vẻ hạnh phúc ạ. Chào Thu Thủy, chúc em và gia đình có một cái năm mới thiệt là nhiều may mắn, bình an, phát tài thiệt là nhiều nha. Tại sao cái điện thoại bỗng nhiên nó mời ta? Chào chị Bình. Xin chào mọi người. Hải Âu, chị đang mang thai, uống collagen có được không em? Dạ không chị, đang mang thai và cho con bú mình. Không nên uống những cái sản phẩm làm đẹp hay giảm cân nào vô trong cơ thể mình hết. Lúc này cơ thể mình phải thiệt là sạch. Và ăn cũng chỉ không phải sản phẩm thực phẩm đâu, mình cũng ăn được, mình nên ăn những cái sản phẩm. Tại vì em đã từng có con rồi nên em biết ha. Thì lúc này mình chỉ ăn những cái thực phẩm mà dành cho người mang thai thôi. Cho nên là ngay cả những cái sản phẩm làm đẹp mình cũng không nên sử dụng. Khi nào mình ngưng cho bé bú đã ha, đẻ con xong ngưng cho bé bú thì mình mới sử dụng những cái sản phẩm viên uống làm đẹp da hay là dáng được nha mấy chị. Mặc dù là những cái sản phẩm của em mà không có ghi trong đây, không có cấm phụ nữ đang mang thai và cho con bú, nhưng mà em khuyên mọi người là không nên, tại vì lúc này cái cơ thể của mình nó rất là khác biệt với người bình thường, mình sẽ không dùng. Bộ đôi kem nở ngực bao nhiêu vậy chị? À, bộ đôi kem nở ngực là 980 ngàn một bộ nha, mỹ diện và pre ship cho em ha. Chào Tuyết Lạnh, chúc em có một cái năm mới thiệt là nhiều may mắn đến với mẹ con em nhé. À, Minh Huệ Nguyễn, chào bạn. Da mình bắt đầu bị nám, có viên uống nào để tốt từ bên trong không? Nếu mà bắt đầu bị nám, chị uống liền cho em và bôi liền cho em thì chị sẽ hết trong vòng 1 đến 2 tháng, đừng có để nó lâu nha. Cái nám mọi người phải nắm được là đầu tiên cái nám nó là sạm da và đỏ đỏ da trước. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên của nám, thì uống và dùng sản phẩm ngay lập tức thì 1-2 tháng sau mọi người sẽ đỡ liền. À, đây là cái viên uống Anthawin giúp trắng da và điều trị những cái thâm nám tàn nhang từ phía bên trong, giá là 1 triệu và 40 viên bên trong. 40 viên nang này có tác dụng là làm cho da mọi người đẹp lên ha, và chống cái nám. Chào chị Úc Long, chào khách quen. Chị Thanh, chị Nguyễn Thanh mới nói gì đây? Cô cho mẹ con 2 hộp đào cóc phi giảm cân mùng 10 giao đến địa chỉ rồi. Cảm ơn con Thanh Tuyền nhé, cho cô gửi lời chúc mẹ con một năm mới thật là nhiều may mắn nha, chúc con học giỏi nha. Cô thấy địa chỉ của con rồi, số điện thoại rồi, cô sẽ giao cho mẹ con vào ngày mùng 10 2 hộp đào cóc phi. Nhớ nói mẹ con nếu mà mỡ mình á, bữa nào mình ăn gì thì mình uống 2 gói, hay là mỡ cứng thì uống 2 gói, còn bình thường uống 1 gói con nhé. Và đào coffee và cái giới hạn của nó là uống được tới 4 đến 5 gói không sao hết nha con. Để vì sản phẩm của mình là 100% là thiên nhiên, con nói với mẹ vậy ha. Cảm ơn con. Chị ơi, màu son ảnh đại diện của chị có bán không? Màu son ảnh đại diện. Chắc là chị cũng không biết là em nói cái hình nào nữa. Mà son thì sắp tới bên chị sẽ về hàng ha, nhưng mà hiện tại thì chưa, em đợi nha. Tại vì son bên chị nhập khẩu là từ nước ngoài và nhập một cái lượng rất là lớn, sắp tới sắp có rồi. Mọi người đợi nha, ráng đợi đi để mua những cái dòng son tốt nhất và giá nó cũng rất là phải chăng cho mọi người. Hầu như là Hải Âu bán hay mọi người hay hỏi về son nhất luôn á. Xin chào Thiên Lý Phan, xin chào. Chị ơi bôi mặt đi chị. À, cái bôi mặt á là tinh chất tế bào gốc, đó là tinh chất tế bào gốc bôi trên da mặt của mình và nên bôi luôn da cổ mọi người ha. À, nó sẽ giúp cho mọi người trắng sáng nè, chống những cái thâm nám tàn nhang đồi mồi và chống nếp nhăn. Giá là 1.500.000 gồm 4 ống to đùng như thế này và trung bình là mình dùng được 2 tháng nha mọi người. Vậy thì tính ra mỗi tháng 750 ngàn. Chị Bùi Duyên có mua sản phẩm này thì vui lòng cho em số điện thoại, bên em sẽ gọi điện thoại giao hàng cho chị. Bị tàn nhang do di truyền có hết không bạn? Bị do di truyền có nghĩa là bằng bị trong máu rồi, nó rất là khó hết bạn. Nhưng mà nó có cái màu tàn nhang nó sẽ đỡ dần cho bạn. Nhưng mà để mà nói hết thì mình không nói được cái thời gian nó hết cho bạn. Vì bạn do di truyền và bị trong máu rất là khó. Như bạn Trang Thùy.
Tại vì nếu như bạn điều trị lớp bên ngoài xong rồi bên trong á, nếu mà bị trong máu nó làm tiếp tục mọc ra nữa. Nhưng mà bạn càng bôi thì cái màu và tàn nhang của bạn nó mờ mờ đi một phần nào đó nha. Những bạn có yếu tố di truyền nó cũng rất những người mà mang cái yếu tố di truyền nó rất là khó hết. Ví dụ như Hải Âu bị di truyền từ từ gia đình Hải Âu là cái bệnh thiếu máu. Và chuyên môn là chóng mặt và ngất xỉu. Thì cái này không có điều trị hết được. Chỉ có việc là mỗi ngày mình phải cung cấp nhiều vitamin cho bản thân mình và nhiều máu, nhiều đồ ăn mà chứa chất sắt thì ngày qua ngày Hải Âu không có bị chóng mặt nữa. Chỉ vậy thôi chứ còn cái bệnh mà di truyền không điều trị được và cái bệnh mà Hải Âu lây cho con Hải Âu luôn. Có nhiều người bị những cái bệnh như là không có máu trên não hoặc là lượng máu trong cơ thể chỉ có 1 phần 3 lượng máu người bình thường thì Hải Âu bị cái bệnh đó. Những cái di truyền không có điều trị được. Nhưng mà mình vẫn có thể giúp cơ thể mình khỏe lên bằng cách dung nạp nhiều vitamin. Mình biết mình thiếu sắt thì mình phải ăn nhiều sắt lên. Vậy thì bệnh của Hải Âu hầu như là không có bị vô bệnh viện lại nữa. Nhưng mà hồi xưa không biết thì cứ vô bệnh viện hoài. Có tiến sĩ không ạ? Bạn Thùy Thùy, bên mình có, bạn cho mình số điện thoại, nhân viên của mình sẽ gọi điện thoại báo giá sĩ cho bạn nha. Hello Trang Thùy, bên chị có sản phẩm tăng cân không? Bên chị chỉ có sản phẩm giảm cân thôi, em nhìn chị ống nhôm ống nhách nè. Bên chị không có sản phẩm tăng cân, bên chị chuyên về giảm cân. Chị Âu ơi, em da nhờn. Vậy rồi. Chị Âu ơi, da em nhờn và mụn cám thì làm sao? Cái da nhờn á là do cái bã, cái nội tiết tố, cái bã nhờn của mình thì mình không có điều trị được. Thì mỗi ngày mình sẽ mua cái phim thấm dầu, mình thấm trên da mặt, mình lấy ra cái bã nhờn cho nó sạch sẽ thôi. Còn mụn cám thì mình phải đi lột mụn hàng tuần hàng hay là 10 ngày một lần thì nó tự tự động nó hết nha. Mấy cái này là do cái bã nhờn của mình thì mình không có điều trị được đâu em ha. Thấy em không, chị hỏi mãi chị không trả lời, bây giờ em mới thấy chị này, chị Bùi Duyên. Đi mua đồ ăn với chị nấu ăn cho. Mới lên Sài Gòn đi chơi rồi. Ta đi làm thấy không? Thấy em không chị ơi? Dạ chị Thiên Lý, Hải Âu thấy nè. Hôm nay mặt em không có make up. Tại vì em 12 giờ live stream, 12 giờ em mới dậy. Em không có kịp make up. Em ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Bởi vì đêm hôm qua thì xe, em không có đi máy bay lên Hồ Chí Minh. Em đi bằng xe thì 5 giờ sáng, 4 giờ mấy, 5 giờ sáng thì xe em mới tới nơi. Quay qua lay lại 6 giờ mấy em mới ngủ, nên em dậy không có nổi. Đó là em không có kịp trang điểm, không kịp gì hết á. Em để mặc vậy live stream luôn. Em cần giảm 3 kg và duy trì chị. Nếu vậy thì em dùng khoảng đào coffee khoảng 3 hộp thôi ha, Trần Hồng Quyên. Em sẽ giảm tầm cỡ đó nha. Nhưng mà kết hợp với cái việc là ăn uống á, trong cái chế độ ăn uống của mình đừng có ăn nhiều tinh bột. Thay tinh bột bằng rau củ quả và uống nhiều nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép bưởi ha, sẽ rất là tốt. Khi nào đói thì lấy trái cây ra mà ăn. Thì như vậy thì em sẽ giảm cân được. Cái nữa là một tuần ít nhất là 1 đến 2 buổi em nên chạy bộ. Thì đó là những cái phương pháp mà em sẽ áp dụng và em sẽ đạt được cái duy trì của cái vóc dáng của em. Lát nữa nói chuyện với mọi người xong nha, Hải Âu sẽ đi tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ dưỡng da, đi ăn, xong rồi lên tập thể hình. Đó là công việc hàng ngày của Hải Âu, và Hải Âu rất là đề cao cái việc làm đẹp. Giảm 5 kg. 5 kg bạn dùng đào coffee trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nha. Là ok rồi. Bột trái cây giảm cân hay là đào coffee, hai cái đó giảm cân như nhau. Bạn có thể chọn cái khẩu vị bạn thích. Ví dụ như bạn thích chua chua ngọt ngọt thì mình lấy bột trái cây. Còn nếu như bạn thích cái vị cà phê sữa thì bạn dùng cái đào coffee nha. Hai cái sản phẩm này sẽ giảm cân nhanh cho bạn. Em muốn giảm 10 kg đó chị. 10 kg thì em sẽ chia ra 2 tháng nha. 2 tháng dùng đào coffee hoặc 2 tháng dùng bột trái cây thì nó sẽ giảm được 10 kg cho em. Nhưng trong cái quá trình giảm cân em phải kết hợp với chế độ ăn uống không kiêng khem. Chị không nói mọi người phải kiêng khem, nhưng ăn uống nó phải có chừng mực, với lại ăn đừng nhiều tinh bột quá là được nha. Không, Hải Âu không có sản phẩm tăng cân bạn Diễm Trinh.
Em thuốc đang khó giảm cân. Chị không hiểu em muốn gì Thanh Trúc. Em muốn mua thuốc hả? Giảm cân hả? Chị ơi em bị nám, em dùng kem hết nám nhưng em dừng không dùng kem nữa, nám lại quay lại, chị tư vấn giúp em. Tại những cái kem mà trị nám đó thì nó có tác dụng làm mắt khúc, nên em dùng lên thì em thấy da em trắng trắng, với lại nó lột tẩy nhẹ da em, và khi em không dùng nữa thì cái gốc nám bên trong nó vẫn còn nó trồi lên. Cho nên mọi người phải hiểu nám không phải là chỉ cái lớp da bên ngoài, có lột tẩy hay là có mắc khúc thì nó vẫn còn tồn tại phía bên trong da của mình. Vì vậy nên em cần dùng cái sản phẩm trị nám tận gốc từ phía bên trong. Thì em phải dùng cái sản phẩm viên uống. Thì cái viên uống Anthawin này thì nhiệm vụ của nó là duy trì cho em cái làn da đẹp và giúp cho cái gốc nám của em nó bị lung lay, nó bị mờ dần. Thì nó điều trị tận gốc cái gốc nám từ phía bên trong. Giá là 1 triệu gần 40 viên ha. Thì chỉ có dùng cái sản phẩm viên uống thực phẩm chức năng từ phía bên trong thì nó mới giúp cái gốc nám của em nó hết thôi. Vậy thì sau này á, em kết hợp với sản phẩm dưỡng bên ngoài nữa thì nó sẽ hết hẳn luôn. Tại vì nám là bị trong gốc, mình có điều trị hết cái lớp bên ngoài thì gốc bên trong nó lại tiếp tục nó mọc ra nha. Cho nên mình phải điều trị gốc nám từ phía bên trong luôn. Mình bị ửng đỏ, giờ mình ngưng lại hay xài? Bị ửng đỏ do dùng sản phẩm gì bạn Thoa Kim? Bạn nói rõ hơn được không ạ? Hoặc là bạn Thoa Kim cho Hải Âu số điện thoại đi, bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại cho bạn Thoa Kim để nói chuyện trực tuyến luôn, thì sẽ hiểu hơn cái tình hình da của bạn. Chị em nào mà có trong cái phần inbox cũng khó nói hết được cái da của mình đang có vấn đề gì thì cứ cho Hải Âu số điện thoại, bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho da của bạn ha. Chào Âu, khi nào công ty bán hàng lại vậy em? Dạ đã bán ngày hôm qua lại rồi chị. Chị Nguyễn Thanh dùng thêm sản phẩm gì à? Em 1m6 nặng 65 kg cần giảm bao nhiêu kỵ? Em hơi 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 số lượng kg nó hơi quá. Mình giảm tầm khoảng 8 kg tới 10 kg. 8 kg tới 10 kg thì em cho cơ thể em giảm trong vòng 2 tháng kết hợp với việc uống sản phẩm giảm cân ha, chạy bộ và ăn uống giảm bớt tinh bột thay bằng rau củ quả, thì em sẽ trong 2 tháng em sẽ giảm được nha anh Kiều. Em dùng đào coffee hoặc là bột trái cây đi, một trong hai sản phẩm đó. Chị uống siro giảm cân đau bụng quá. Siro giảm cân là sản phẩm gì chị Kim Anh? Bên em đâu có bán siro giảm cân đâu. Chị đang uống dòng sản phẩm nào ạ? Chị hay ăn cam thế? Ừ, chị thích ăn cam. Ăn quýt, quýt chứ không phải là cam. Chị đánh kem gì thế? Kem gì là kem gì em? Chị không hiểu câu hỏi của em. Kem body hay là kem mặt? Hải Ngọc, chị Âu inbox tư vấn giúp em dùng Lôidát từ đầu năm rồi. Ok, bạn Hiền Canh đi nha. Bạn cứ viết hết tình hình của bạn trong cái phần inbox đi, thì mình sẽ vô trong inbox mình coi xem thử da của bạn nó như thế nào, mình sẽ tư vấn cho bạn. Với việc bạn để lại thêm lại cái số điện thoại cho mình trong phần inbox nữa nha. Sau khi mình đọc xong thì có thể mình sẽ gọi điện thoại trực tuyến cho bạn luôn, cho nó nhanh, thay vì inbox qua lại nó hơi lâu. Chị ơi em muốn giảm khoảng 10 kg trở lên, chị tư vấn em đi. 10 kg thì 2 tháng dùng đào coffee hoặc là bột trái cây thôi bạn ơi. 2 tháng thôi, kết hợp với việc đừng có ăn tinh bột nhiều là được.
bạn Thanh Trúc Nguyễn nhé. Bạn vui lòng cho mình số điện thoại, bên mình sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện thoại cho bạn tư vấn kỹ hơn nhé. Đối với những người cơ địa mà khó giảm, mình nên dùng cái đào coffee hoặc bột trái cây ngày khoảng 2 gói trở lên. Còn nếu như cái cơ địa của mình mỡ bình thường thôi thì mình dùng một gói là đủ rồi, đủ để giảm cân rồi, không cần dùng nhiều. Mình cơ địa khó giảm, muốn giảm 5 kg thì dùng sản phẩm nào vậy? Bột trái cây giảm cân của Thái Lan hoặc là đào coffee giảm cân của Thái Lan. Thì mỗi sản phẩm á, chị chọn một trong hai cái vị mà chị thích thì chị uống khoảng 2 gói trở lên, tại vì chị là cơ địa khó giảm. Cơ địa khó giảm là lý do là mỡ của chị nó là lâu năm, nó thành mỡ cứng và bên trong mỡ nó màu vàng, thì nó khó giảm hơn những cái mỡ mà mới tích tụ. Vì vậy mình sẽ uống khoảng 2 gói mỗi ngày thì nó mới nhanh giảm được. Và chị nếu như kết hợp với chạy bộ được nữa thì sẽ rất là tốt, vì trong cái quá trình chạy bộ cái mỡ của chị nó sẽ được đánh tan. Kết hợp với sản phẩm nữa thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Mắt thâm da sắc tố da dùng gì chị? Uống nhiều sản phẩm và viên uống trắng da lên, tự nhiên da mình sẽ được tự được cải thiện à. Và mà bên chị thì không có cái dòng sản phẩm mà bôi chuyên về mắt. Tuy nhiên rằng nếu như bạn đang có cái dòng sản phẩm là Lôi Đáp này của bên công ty Hải Âu á, cái này dùng cho toàn da mặt. Riêng cái dòng sản phẩm này bạn có thể bôi xung quanh cái phần da mắt của bạn thì nó cũng cải thiện được cái hắc sắc tố da cho bạn nha. Mình đang còn 2 lọ Lôi Đáp mua của Hải Âu. Chào người đẹp. Dạ chào chị Mai Quyết. Chào chị. Chị ơi, cà phê Idol bao nhiêu một gói vậy? Cà phê Idol đó là 420 ngàn một hộp nha bạn. Xin bé 3 tháng có thể uống thuốc giảm cân không chị? Không, khi nào ngưng cho bé bú đã rồi mình mới dùng những cái sản phẩm giảm cân nha em. Tại vì trong cái quá trình mà mình uống sản phẩm giảm cân á, mình uống cái gì thì ra sữa cái đó, mà sản phẩm giảm cân á là nó dành cho người lớn không phải dành cho con nít, thì không có phù hợp lắm khi mà mình đang cho bé bú nha. Chị có kem dưỡng trắng da mặt không? Chị không có dùng kem dưỡng trắng da mặt, chị dùng tinh chất dưỡng trắng da mặt từ tế bào gốc này. Cái hũ này là 1.500.000, nó có 4 ống và dùng được 2 tháng nha em. Để mà trắng thì khoảng một hộp rưỡi thôi là em đã thấy da mặt em bắt đầu nó sáng mịn lên một cách rất là tự nhiên rồi. Chào Hải Âu, chào chị Hồng Hạnh, chị Diễm Phương. Dạ rồi em sẽ gọi điện thoại cho chị tư vấn về giảm cân. Em thấy số 099 đuôi của chị rồi nha chị Diễm Phương. Chào chị Đăng Khoa, chào chị Phúc Thiên. Chị muốn giảm trên 10 kg thì dùng sản phẩm nào chị? Thật ra là có hai cái dòng sản phẩm, một là bột trái cây, hai là đào coffee. Nếu em thích cái vị cà phê sữa thì em dùng đào coffee. Còn nếu em thích cái vị trái cây chua chua ngọt ngọt thì dùng bột trái cây. Hai cái đó thì giảm nhanh hơn những cái dòng sản phẩm khác. Thì và ăn cái độ an toàn và cũng như là nhiều cái tính năng nó tốt hơn. À, giá nó cũng cao hơn một chút. À, đào coffee này là 750 ngàn, còn bột trái cây là 900 ngàn. À, hai cái này nếu mà muốn giảm 10 kg mình dùng trong 2 tháng thôi là được rồi. Cho em một hộp giảm cân cà phê nhé. Bạn Anh Kiều, mình thấy số 490 đuôi của bạn rồi, mình sẽ giao cho bạn một cái hộp cà phê. Chị nhìn thấy em không? Dạ thấy bạn Cherry Thắng Ngọc. Phải không? Thấy nè. Đăng Khoa. À, Hải Âu không hiểu bạn đang hỏi cái gì hết. Chị ơi, giảm cân thì bao nhiêu tiền? À, bên mình có tới rất là nhiều sản phẩm giảm cân, cho nên là thay vì vậy bạn cho mình biết là bạn muốn giảm bao nhiêu kg á, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn đính sát cái sản phẩm giảm cân bạn đang cần nha. Nó sẽ dễ hơn cho bạn, tại bên mình có nhiều dòng sản phẩm lắm. Da em thuộc da dầu nhạy cảm, có xài Lôi Đáp được không ạ? Lôi Đáp thì nó dành cho tất cả mọi loại da luôn nha bạn, không vấn đề gì hết. Em muốn giảm mỡ bụng, bạn Liên Phạm. Nếu giảm mỡ bụng thì bạn dùng đào coffee hoặc là bột trái cây. À, mỗi sản phẩm bạn chỉ 2 hộp thôi là đủ rồi. Đối với cái mỡ bụng ra rất là nhanh. Cái gì cho mỡ bụng là dễ nhất luôn trong trong cơ thể của mình, mỡ bụng nó xuống rất là dễ. Chị không thấy em à? Thấy nè bạn Thanh Trúc. Bạn hỏi gì bạn cứ hỏi đi ạ. À.
An Lâm cho chị hai hộp cà phê giảm cân. Em thấy số 424 đưa của chị rồi, bên em sẽ giao cho chị hai hộp cà phê giảm cân và pre-ship cho chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em nhắn tin nhiều lắm rồi đó. Em nhắn tin hay là inbox? Hay là comment dưới đây, nếu mà nhắn tin thì chị không có thấy. Có lì xì gì không chị? Không bạn An Trần ạ. À, lo mà giao hàng cho mọi người là hết hết thời gian mất câu hết thời gian mất tiêu rồi. Giảm cân có loại gì thế chị? À, bạn muốn giảm khoảng bao nhiêu kg bạn Dương Nguyễn? Hải Âu ơi, chị đã sử dụng lôi đáp và viên uống collagen. Viên uống collagen là nó giúp cho cho chống lão hóa, nó không có liên can tới cái việc điều trị tàn nhang nha chị. Nếu mà chị muốn trắng và điều trị tàn nhang, chị dùng cái viên uống trắng da và điều trị tàn nhang này. Còn cái hộp collagen là hộp này. Collagen thì nó giúp là chống lão hóa cấp độ cao, chứ nó không có điều trị về cái tàn nhang và trắng da chị The Row nha. Và chị sử dụng cái lôi đát này được bao lâu rồi chị? Đã được 3 tháng chưa? Hoàng Anh, em thấy số điện thoại 567 đưa của chị Hoàng Anh rồi, bên em sẽ gọi điện thoại giao lôi đát cho chị. Cảm ơn chị. Da bị tàn nhang thì dùng sản phẩm nào tốt hả bạn? Đối với cái làn da bị tàn nhang á, thì nên sử dụng cái sản phẩm, để cho mình hỏi là bạn Hà Linh á, bạn bị tàn nhang bao lâu rồi? Nếu như mới bị thì bạn dùng bôi là được rồi, còn nếu bạn bị lâu thì vừa bôi và vừa uống giúp mình. Thì bạn cho mình biết cái thời gian bạn bị tàn nhang là bao lâu rồi nhé. Mình còn hai lọ lôi đát mua của Hải Âu. Ôi trời ơi, da em bị mụn chuyển qua thâm đỏ. Là do mụn để lại thì bạn dùng lôi đát bôi lên cái phần đó là được rồi ha. Nếu mà bạn có điều kiện nữa thì bạn uống thêm cái viên trắng da Anthocyanin này, nó cũng giúp cho cái phần thâm đỏ đó của bạn nó hết ha. Em bị tàn nhang săn da dùng loại nào chị? Cái phần bị tàn nhang em bị bao lâu rồi Yến Linh? Săn da là sao? Sạm da đúng không? Nếu mà bị tàn nhang và sạm da, bạn dùng cho mình cái lôi đó này, bạn bôi trên da mặt và uống cho mình cái thực phẩm chức năng cái này. Hoặc là bạn chọn một trong hai nếu bạn không có đủ điều kiện. Còn đủ điều kiện thì mình vừa uống và vừa thoa cho nó nhanh đẹp nhé. Chị dùng 6 lọ. Chị Tuấn Ngân ơi, chị chụp lại màn hình cho em coi được cái nám của chị được không? Nếu như nám của chị do máu á, thì rất là khó điều trị. Cái nám do máu thì không có hết được, khó hết lắm. Chị chụp cho em và chị cho em biết là cái nám của chị là do lý do như thế nào nha chị. Mọi người lưu ý, nám do máu thật sự rất là khó điều trị, ngay cả bác sĩ còn khó nữa. Nhưng mà nếu như chị nào bị nám do máu á, thì nên uống thêm cái những cái trà thanh lọc cơ thể, ví dụ như atiso nấu trà lên uống mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho một phần cái tàn nhang nó đi ra ngoài được. Là cái đó là do mấy chị bị do máu nha. Chị em mà bị do máu thì phải thật sự rất là khó, khó xuống lắm. Hồi xưa em bị đẻ xong em bị tồn đọng những cái độc tố trên da, nó không có phát như là nám mà nó phát chấm 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 đầy người hết, và sau đó nó xịt ra. Thì đó là do cái độc tố ở trong người em mà em không đào thải ra sau sinh. Thì sau này em phải dùng rất là nhiều trà, uống trà mỗi ngày, cái độc tố nó đi ra được hết, nhưng mà nó mất thời gian rất là dài. Thì nám á, nếu mà nám trong máu thì nó cũng như là độc tố vậy đó, nó khó ra lắm. Cái đó thì cần phải những cái sản phẩm uống lâu dài. Em bị tàn nhang, sạm da dùng loại nào chị? Vừa tư vấn xong. Hạnh Nguyễn ơi, bạn bôi lôi đáp được mấy hôm rồi bạn Hạnh Nguyễn? Mọi người có thể gọi trực tiếp vô hotline của Hải Âu để đặt hàng nhé, 0869199014. Mọi người có thể gọi trực tiếp vô hotline của Hải Âu để đặt hàng nhé. Viên uống loại nào nhanh chóng nhất? Nhanh chóng nhất á, thì Hải Âu thật sự Hải Âu không có, Hải Âu rất là sợ những cái gì mà nó
đùng một cái là trắng liền. Sản phẩm bên Hải Âu nó không có trắng, nhăn trắng như mọi người mong muốn đâu, nhưng nó sẽ trắng lên từ 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 từ. Trong vòng khoảng 3 tháng mọi người sẽ thấy cái da của mọi người so với cái da trước đây nó khác một trời một vực, nhưng nó không có nhanh như mọi người nghĩ. Cho nên nếu mọi người muốn nhanh trắng thì mọi người chỉ có bôi kem make up thôi, cho nên mới nhanh trắng được thôi. Còn nếu mà để mà vấn đề nuôi dưỡng da thì mọi người nên cho da mọi người trong 3 tháng để nó cải tạo lại cái làn da của mọi người với cái viên uống trắng da Ansewin này nha. Em inbox cho chị rồi, cảm ơn bạn tình yêu. À, bên mình sẽ đọc cái inbox của bạn sau nha. Uống bao nhiêu lọ là ok? À, bạn Gia Bảo ơi, bạn đang hỏi về sản phẩm nào? Chào em, năm mới da chị đẹp nhiều bộ nhờ bôi lôi đất. À vậy hả chị Thanh Loan, da chị đẹp hơn nhiều rồi hả? Chúc mừng chị đã thành công với sản phẩm lôi đất như chị Thanh Loan. Son khuyến mãi đầu năm đi, son đẹp tuyệt. À dạ, khi nào có khuyến mãi thì bên em sẽ thông báo trên cái face bán hàng này của em cho mấy chị. Cái gì mấy chị nhớ đón xem nha, khi nào có khuyến mãi gì thì mấy chị tham gia nhé. Cô ơi, con muốn giảm cân, cô có thuốc giảm cân mà không bị tăng lại không ạ? À? Hương Giang ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Đối với giảm cân con nên để 18 tuổi trở lên rồi mới nên sử dụng nha. Đừng có dùng trước 18 tuổi. Tại vì cái giảm cân ít nhiều nó sẽ trải qua cái quá trình trao đổi chất ít nhiều nha con. Thì lúc này cơ thể của con còn nhỏ quá, con phải tập trung vô cái chuyện học á. Thì khi nó giảm cân nó hơi mệt trong người con thì con học không có được. Vì vậy nên cô khuyên là 18 tuổi trở lên sau khi thi tốt nghiệp đại học xong thì con nghĩ tới cái việc giảm cân sau nha. Còn bây giờ thì con ăn ít tinh bột lại, ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước ép trái cây, đặc biệt uống nhiều nước ép bưởi không đường thì cái cân nặng của con nó cũng sẽ được đỡ một phần nha. Chị Mai Xuân, chị Linh, mình còn hai lò. À, chị lấy dùng thử rồi đặt ông nhé. Dạ rồi chị Thị Bích. Ok chị. Tuấn Ngân, chị dùng 6 lọ Lolidas. Chị Tuấn Ngân ơi, chị chụp lại cái màn hình da mặt của chị cho em xem đi chị nha. Em muốn biết da mặt của chị nám nó tới mức độ nào. Chị chụp xong chị gửi vào phần inbox kèm thêm số điện thoại của chị cho em nha. Chị ơi, em bị mụn thâm thì làm sao ạ? À? Với cái mụn thâm trên cái da mặt của bạn thì lôi đó khoảng 2 tuần thôi là hết rồi nha. Cái mụn thâm nó nhanh lắm, chị sợ cái nám mà nó nằm trong gốc hoặc là nám nằm trong máu thì điều trị không nổi thôi. À, còn với cái mụn thâm 2 tuần là hết rồi. Chị Nhiên Trúc ơi, chị gọi qua hotline của em sẽ có nhân viên của em chỉ kiểm tra cái hàng thật nha. 0869199014 nha chị Nhiên Trúc. Bên trong chị nhìn cái Lolidas, thật ra Lolidas bây giờ chỉ có một mình em phân phối cái sản phẩm này thôi. Cho nên là chị mua từ em thì chắc chắn là hàng thật, vì em không có phân phối hàng này ra ngoài thị trường nha. Và đây là tất cả những cái tem mạc của nó, và muốn biết rõ hơn nữa thì chị gọi cho hotline của em, sẽ có bộ phận chuyên viên tư vấn về chống hàng giả sẽ tư vấn riêng cho chị ha. Chép mã chất cốt và thoải mái vì sản phẩm này từ em ra mà. Em muốn kiểm tra. Cô ơi có thuốc giảm cân không ạ? À?
Cô có, nhưng mà cô khuyên con 18 tuổi trở lên mới nên sử dụng con nhé. Dạ bên em không có bán kem chống nắng chị à, tình yêu nha. Cái đó thì sản phẩm đó chị mua ở bất cứ nơi nào cũng có hết á. Con muốn giảm 10 kg trong 2 tháng, được không ạ? Được con, nhưng mà 18 tuổi trở lên đã nha. Tại vì cái thời điểm mà 17, 18 tuổi con còn đang học á, thì cô khuyên là không nên, con cứ tập trung học cho thi đậu đại học đi. Ha, sau 18 tuổi, sau khi thi đậu đại học xong thì con giảm cân sao? Không có muộn đâu con nhé. À, con kết hợp với bơi lội nữa, vừa cao vừa đẹp dáng mà lại giảm cân được rất là tốt, bơi lội rất là tốt. Chị hôm trước Tết em có đặt hàng cho em, hỏi hàng đã gửi cho em chưa, gửi giúp em địa chỉ cũ nhé. Rồi bạn Linh Nguyễn, mình sẽ kiểm tra lại đơn hàng của bạn và gửi liền cho bạn nha. Công ty mình thì mới khai trương lại ngày hôm qua, cho nên là những cái đơn hàng của mọi người là đang được xem, đang được xét lại, kiểm tra lại và giao hàng cho mọi người hết đó bạn Linh Nguyễn. Bạn đợi cái nhân viên của mình gọi điện thoại xác nhận lại cho bạn nhé. Chào Hải Âu, cho chị đặt 5 hộp lôi đó. Chị Hồng Hạnh, cho em số điện thoại đi, em giao cho chị 5 hộp lôi đó nhé. Uống đào coffee hiệu quả tốt lắm ông ơi. À, dạ, vậy em chúc mừng chị đã hợp với cái đào coffee nha. Chúc mừng chị Loan Nguyễn. Cho chị 2 hộp đào coffee nhé. Dạ chị Thu Sang, cho em số điện thoại, em giao cho chị 2 hộp đào coffee. Qua Tết em đảm bảo là chị nào cũng tăng cân. Uống cho em 1 ngày 2 gói đào coffee liên tiếp trong vòng khoảng 15 ngày là nó xuống cân trở lại nha. Yến Linh, em muốn được tư vấn. Rồi bạn Yến Linh, mình thấy số 909 đuôi của bạn Yến Linh rồi, bên mình sẽ gọi điện thoại tư vấn cho bạn nha. Cảm ơn bạn. Chị không xài lôi đất nữa, chủ Hoa Châu Vinh thì có hết nám hay không? Chị đã dùng à, chị Tuấn Ngân ơi, cái nám của chị là do vấn đề gì? Nếu trong máu thì nó thật sự rất là khó điều trị. Trừ cái việc mà nám trong máu ra thì còn lại là có thể giải quyết được hết. Chị cho em biết là nám của chị lý do như thế nào nhé. Chị thích Hải Âu tư vấn cụ thể hơn. Dạ chị Nguyễn Thanh Loan, chị cứ đặt câu hỏi đi ạ. À, em vẫn còn ngồi đây khoảng 44, khoảng 7 phút nữa thì em sẽ off cái livestream ở đây. Nhưng mà chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời cho chị. Trắng da dùng mấy lọ? Với cái da mặt phải không bạn Gia Bảo? Bạn hỏi về da mặt hay da body? Cho chị 1 hộp đào cà phê nha em. Chị Thúy Lu, chị cho em số điện thoại nha, để em giao cho chị 1 cái hộp đào cà phê. Với chị lưu ý khi đặt hàng bên em nhớ cho em số điện thoại và cái mặt hàng mấy chị muốn mua. Tất nhiên là khi bên em gọi điện thoại lại cho mấy chị sẽ tư vấn trước khi mà giao hàng cho mấy chị, nên mấy chị hoàn toàn có thể an tâm nha. Bạn Gia Bảo ơi, bạn đang hỏi về cái trắng da mặt hay là body bạn ơi? Hộp trắng da bao nhiêu vậy bạn? Bạn Trang Lê ơi, bạn muốn trắng da mặt hay body bạn? Hải Âu ơi, sao chị đặt hàng của em không thấy gửi cho chị vậy? Chị gọi điện thoại cho em cũng không thấy em trả lời. Chị ơi, tại vì bên công ty em chỉ mới làm việc lại ngày hôm nay thôi chị ơi. Em mới từ thành phố Đà Lạt lên Sài Gòn được tối qua thôi. Vì vậy nên là cái công ty của em trong thời gian Tết đó là nghỉ. Vì vậy nên là bây giờ chị có thể gọi lại được rồi. Đó là 08 số 919 0014, đó hotline của em. Hoặc là chị Nguyễn Thúy, cho em lại số điện thoại của chị đi. Bên em sẽ có người gọi điện thoại cho chị ngay lập tức để kiểm tra lại đơn hàng và giao hàng liền cho chị nha. Tại trong dịp Tết là tụi em không có làm việc á. Chị thấy em không? Thấy bạn Linh Nguyễn nha. Vậy cho chị 1 hộp đào coffee nha chị. Bạn Thanh Trúc, Hải Âu thấy số 771 đuôi của bạn rồi, bên Hải Âu sẽ giao cho bạn 1 cái hộp đào coffee. Cảm ơn bạn. Mặt em bị lỗ chân lông to thì dùng gì hả chị? Lỗ chân lông to thật ra cái sản phẩm nó cũng không có hỗ trợ em được bao nhiêu, đây là chị nói thật. Lỗ chân lông to, một là em phải đi xe lông mặt theo cái phương pháp cổ điển, hoặc là cái thứ hai em đi trịt lông mặt, thì cái nang lông của em nó sẽ thu nhỏ lại, cái lông mặt của em nó sẽ được đỡ đi. Nếu như mà lúc đó em đang sử dụng cái sản phẩm lôi đó rồi em bôi lên nữa thì da em sẽ rất là đẹp ha. Lỗ chân lông to hay lông mặt là do cái nang lông của mình. Sản phẩm nó chỉ có nhiệm vụ làm đẹp da, nuôi dưỡng thôi, nó không có tác dụng là làm sai khích như mọi người mong muốn. Cho nên mọi người phải biết đích xác cái da mặt của mình bị gì thì điều trị nó dễ hơn. Thì một sản phẩm lúc nào người ta muốn bán được, người ta cũng ca ngợi nó ghê lắm.
giống như một sản phẩm mà nó có bắt trị được bắp bệnh, nhưng mà thật ra không phải là như vậy. Hải Âu bán hàng, Hải Âu nói rất là thật cho mọi người để mọi người kiếm được cái nguyên nhân, mọi người điều trị da, mọi người lỗ chân lông to đi trượt lông mặt nha. Mấy cái nước hoa hồng nó không có xé khít được bao nhiêu đâu mọi người. Bạn Huỳnh bị Thị Bình ơi cho mình được, trên này cho mình cũng được nè. Là sao bạn mới xuống? Em một giảm cân. Dạ rồi bạn Linh Nguyễn, Hải Âu thấy số 792 của Linh Nguyễn rồi. Bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại cho Linh Nguyễn để giao hàng cho bạn. Tất nhiên sẽ tư vấn lại cho bạn Linh Nguyễn là nên chọn cái sản phẩm giảm cân nào phù hợp với bạn. Cho chị một lôi đát. Chị Trịnh Nguyễn, em thấy số 533 đuôi của chị rồi, bên em sẽ giao cho chị một cái lôi đát. Cảm ơn chị Trịnh Nguyễn rất là nhiều ạ. Hai ông ơi, sao không thấy em gửi hàng cho chị? Chị Nguyễn Thị, tại vì trong cái mùa Tết thì em không có làm việc. Bây giờ công ty em bắt đầu làm việc trở lại rồi. Thì hôm nay tụi em sẽ giao hàng cho chị. Chị Nguyễn Thị cho em số điện thoại để em gọi điện thoại xác nhận lại đơn hàng một lần nữa được không chị? Hôm nay tụi em sẽ đóng gói hàng và giao hàng cho mấy chị hết nha. Gia Bảo không thấy em luôn à? Đâu mình thấy nè. Gia Bảo cứ hỏi đi. Hai cà phê. Dạ chị Linh Nguyễn, vậy là em giao cho chị hai cà phê theo số điện thoại chị đưa là 792 đuôi. Cảm ơn chị. Chị ơi, uống đào coffee có bị mệt mỏi tim đập nhanh không chị? Nếu như em bị tim mạch và huyết áp thì em không dùng những cái sản phẩm giảm cân được, tại vì ít nhiều những cái sản phẩm giảm cân nó làm cho cái cơ thể của em á, nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Cho nên là đối với những người bị tim mạch và huyết áp không sử dụng sản phẩm giảm cân được nha. Mọi người lưu ý. Chỉ có những cái người bị tim mạch và huyết áp mà vẫn dùng sản phẩm giảm cân thì nó mới gây ra cái tình trạng bị mệt mỏi và tim đập nhanh nha. Còn bình thường dùng không vấn đề gì cả, bởi vì nó từ cà phê. Thật ra những người bị tim mạch và huyết áp á, vốn dĩ họ cũng không được quyền dùng cà phê bình thường nữa, huống chi là sản phẩm cà phê giảm cân. Mọi người lưu ý ạ. Bạn Linh Nguyễn mình đã thấy order của bạn rồi ạ. Yên tâm nhé, mình sẽ giao cho bạn. Cảm ơn bạn Linh Nguyễn. Một bộ bao nhiêu ạ? Trung Anh ơi, bạn đang hỏi về sản phẩm nào? Bạn đang hỏi về sản phẩm này đúng không ạ? Nếu mà bạn đang hỏi về sản phẩm này, lôi đất làm đẹp da mặt thì giá là 1 triệu 500 ngàn nha. Chị ơi, uống trắng da thì bao nhiêu lọ trắng ạ? Em uống trong vòng sản phẩm nào cũng vậy, em uống trong vòng 3 tháng em sẽ thấy cái kết quả nó vượt bậc. Sau 3 tháng em kiểm tra lại em sẽ thấy cái da mặt em nó khác hẳn nha. Nên vừa uống và vừa thoa nữa ha, thì nó sẽ tốt hơn, vừa nuôi dưỡng từ bên trong với cả bên ngoài nữa thì cơ thể của mình sẽ rất là tốt. Mai Xuân mình còn hai loại đó. Em bị tàn nhang nhiều lắm chị ơi. Thủy Trang, em bị tàn nhang từ khi nào? Em đã dùng sản phẩm gì bên chị chưa? Hả? Chị dùng viên uống Atovin. Lolidas. Chị The Row ơi, em nói chị rồi, chị chụp lại cái màn hình da của chị cho em xem đi. Em muốn coi thử cái mức độ bị tàn nhang của chị nó tới mức độ nào. Mọi người lưu ý, nếu tàn nhang và nám trong máu rất khó điều trị nha mọi người. Sản phẩm chỉ hỗ trợ một phần, còn bị tàn nhang và nám là do môi trường hoặc là do sâu sinh thì điều trị hoàn toàn có thể dứt điểm. Còn bị trong máu thì không có cái gì điều trị dứt điểm được, mọi người phải dùng sản phẩm rất là lâu dài. Nếu mà bị trong máu thì rất là đáng lo ngại. Cái đó dùng sao chị? Bạn Nguyễn Trung Ánh ơi, bạn đang hỏi về sản phẩm nào? Cho em một hộp Lolidas. Rồi bạn Tường An ơi, bạn cho mình số điện thoại, mình sẽ giao cho bạn sản phẩm Lolidas này nhé. Mình còn khoảng 3 phút nữa thì Hải Âu sẽ phải kết thúc livestream ở đây rồi. Thì mọi người, chị em nào cần Hải Âu tư vấn thêm thì vui lòng để lại cho Hải Âu số điện thoại. Bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho mọi người bằng phone nha, bằng cách gọi điện thoại. Tại cái giờ livestream phát sóng của Hải Âu sẽ phải kết thúc rồi. Nên là chị em nào nãy giờ chưa được tư vấn á, thì vui lòng inbox cho Hải Âu hoặc là comment số điện thoại mọi người cho Hải Âu. Bên Hải Âu sẽ gọi điện thoại lại cho mọi người liền nha. Tại giờ phát sóng của Hải Âu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc rồi. Da mặt chị bị nám nhiều lắm rồi. Da lại bị nhờn. Nhờn thì không có điều trị được đâu chị nha. Nhờn là do tuyến nhờn của da mặt của mình nha chị Trịnh Hứa. Còn bị nám á, chị cho em biết là nám của chị là nám lý do tại sao chị bị nám. Chị Trịnh Hứa ha. Tốt nhất là mấy chị nào mà bị cái quá nhiều vấn đề thì mấy chị nên cho em số điện thoại, em gọi điện thoại lại tư vấn nó sẽ kỹ hơn cho mấy chị nha.
Chị em xài tái tạo da rồi, khoảng bao lâu em xài Lôi Đát được? Xài liền là được nha, Lôi Đát em xài liền. Sau khi em tái tạo da em xài Lôi Đát được liền luôn nha. Tại vì Lôi Đát là một cái loại tế bào gốc, thì em bôi lên da nó sẽ giúp em tái tạo nhanh hơn rất là nhiều. Chị dùng mỹ phẩm nhiều. Chị Trịnh Hứa ơi, nếu chị nám, chị bị nám da mỹ phẩm thì chị dùng cái Lôi Đát này khoảng vài tháng, nó sẽ khử được cái hóa chất trong cái mỹ phẩm đó của chị ha. Dạ, số điện thoại hotline của bên em đó là 0869199014, mấy chị lưu lại nhé, 0869199014. Bây giờ em sẽ phải kết thúc cái livestream ở đây đây. Thì chị em nào mà chưa được em tư vấn thì mấy chị inbox cho em hoặc là comment số điện thoại, bên em sẽ gọi điện thoại lại liền cho mấy chị để mà tư vấn kỹ hơn về những cái vấn đề mà mấy chị đang gặp phải về da cũng như là dáng mấy chị nha. Cái giờ livestream của em phải kết thúc rồi. Bye bye mấy chị. Hẹn mấy chị trong cái tư vấn hôm thứ bảy. Và cái giờ thì em sẽ báo trên Facebook cho mấy chị nha. Bye bye mấy chị. Chúc mấy chị có một cái năm mới thật là nhiều may mắn và lúc nào cũng xinh đẹp. Bye bye.